Xin chào đại chúng. Hôm nay chúng ta học kinh 121. Kinh 121. Ở đây Đức Phật dạy rằng là có sáu cái điều mà vị tỳ kheo cần phải tu tập, cần phải tâm niệm để mà đoạn trừ được cái tâm tham. Thì cái chữ raga ở đây á, nó chỉ cho cái lòng say đắm trong năm dục, nhớ nha. Raga rồi ghi dụ vậy đó. Cái chữ để thắng tri tham này các vị khen sáng pháp cần phải tu tập thì đúng rồi, cái tham ở đây nó có nghĩa là cái lòng đam mê ở trong năm cái dục vật chất, đó là sắc thanh khí vị xúc, gọi là panyakamakuna, nhớ cái đó. Trong chú giải ghi như vậy thì đây là sáu điều mà mình cần phải tâm niệm. Tôi xin nhắc lại, có không ít bà con Phật tử cư sĩ của mình khi mà nghe giảng mấy cái kinh này nè, mình có cảm giác giống như lượng kinh nói cái chuyện nhiều trên trời, trên mây, trên đọt cây á, không mắc mớ gì mình hết. Nhưng mà không, không phải như vậy. Tất cả những gì Đức Phật thuyết giảng là trước mắt là cho tất cả chúng sinh, trong đó cái người cái lợi ích đầu tiên là nhắm tới cái người mà ngồi trước mặt ngài. Nhưng mà sau cái người đó là tất cả những chúng sinh khác cũng có thể nghe được cái pháp thoại này. Chứ cái pháp thoại đó không có để dạy riêng cho một người nào hết, cái đó không, không phải. Ví dụ như hôm nay là cái người đó họ ngồi trước mặt ngài thì ngài nhìn cái căn cơ của họ, ngài giảng cho họ nghe cái đó, nghe cái bài kinh đó, nghe cái vấn đề giáo lý đó, thì cái bài kinh đó, bài pháp thoại đó về sau này đó được các vị khác đệ tử của ngài đó họ đem một thuyết giảng ở một chỗ khác thì vẫn có thể độ được người khác. Và 26 thế kỷ trôi qua thì những cái bài pháp thoại này đã đem lại lợi lạc cho rất là nhiều người nha. Sở dĩ mà tôi đánh một cái vòng xa như vậy để mà con thấy rằng cái bài kinh 121 này là đang nói đến chúng ta, chứ không phải là để dành riêng cho các vị tỳ kheo đang ngồi trước mặt Thế Tôn vào cái thời điểm đó. Cái thứ nhất á, là mình phải nhớ rằng bài kinh này dạy đến 6 cái pháp vô thượng. Vô thượng này là sao? Vô thượng ở đây nó từ cái chữ Pali là Anuttariya, có nghĩa là không có cái gì hơn nữa, gọi là vô thượng. Thấy vô thượng là sao? Từ vô số kiếp luân hồi, làm trời, làm người, làm súc vật, làm côn trùng, cặp mắt của chúng ta đã nhìn thấy biết bao nhiêu là thứ. Bởi vì con mắt, cái chức năng căn bản và duy nhất của con mắt là để thấy mà. Kiếp nào mình sanh ra mà có con mắt đó là mình thấy đủ thứ hết trơn. Nhưng mà trong tất cả cái thấy đó đó, chỉ có một cái thấy duy nhất đó là đem lại lợi lạc cho chúng ta, là lợi ích cho chúng ta mà thôi. Đó là cái sự gặp gỡ hiền thánh. Sự gặp gỡ hiền thánh chính là cái thấy mà đáng nhất, đáng nhất. Có ba cái ý nghĩa của cái chữ tam bảo, của chữ bảo trong tam bảo à. Mình gọi là Phật bảo, Pháp bảo, Tăng bảo, mình cứ hiểu nôm na bảo là quý. Nhưng mà bảo đây, cái chữ quý này nghĩa là sao? Thì trong trong chú giải giải thích rất rõ cái tại sao có cái chữ Ratana, tại sao có cái chữ bảo đó, tại sao Phật Pháp Tăng được gọi là ba cái món bảo ở đời. Ba cái chữ báo đó, nó gồm có ba nghĩa. Thứ nhất là cái mức độ quý hiếm, không có một cái thứ châu ngọc quý kim nào, bảo thạch châu ngọc quý kim nào mà nó hiếm đến mức mà trong vô lượng vũ trụ đấy chỉ có một chỗ có thôi, không có cái loại một cái báu vật nào tụi về vật chất mình nó quý như vậy hết nha. Không có một cái loại châu ngọc bảo thạch quý kim nào mà nó có thể cuốn hút gọi là vô số chư thiên phạm thiên từ vô lượng vũ trụ
vân tập về để mà chiêm ngưỡng, chiêm bái với tất cả các lòng tôn kính như vậy không có, không. Và một cái sự ra đời của một Đức Phật nó quý hiếm không có tả được. Bởi vì bữa hôm tôi nói rồi, mình đừng có nghĩ rằng chắc tại vì Ngài là cao siêu quá cho Ngài hiếm, mình hiểu nôm na như vậy không phải. Mà phải nhớ rằng sự dĩ một Đức Phật ra đời là hiếm là bởi vì cái hành trình mà để thành Phật khó quá chứ. Khó lắm. Nhiều người họ nói là tại sao mà Đức Phật Ngài dạy rằng là sự ra đời của một Đức Phật là khó tìm. Có lẽ tại vì Ngài là Phật thì nói như vậy không phải. Bởi vì chính cái hành trình á, chính cái hành trình rồi đó thành Phật khó lắm. Tôi nói hoài nè, có bốn bước. Bước một là lòng tri ân, thương quý được cái người mà nó giúp mình đã là khó tìm nha. Thương quý được cái người mà tốt với mình, có ơn với mình là đã khó tìm. Trong kinh nói rất rõ, cái người mà có lòng tri ân và biết báo ơn cực hiếm, hiếm lắm. Tôi nói không biết là bao nhiêu lần, kể cả trong rừng này nhiều người cũng không có tin gì đó. Tại vì cái làm gì tệ vậy, làm gì mà cái người mình tri ân mà biết tìm gì báo ơn mà hiếm. Nhưng mà nếu mà các vị bình tĩnh một chút thì các vị mới thấy khó lắm. Người ta tốt với mình bao lâu đi nữa, bao nhiêu đi nữa, cỡ nào đi nữa, mà chỉ cần mà nó sơ sẩy một chút là mình phủi tay vong ơn liền tức thì dẹt. Chúng ta có tới 1000 lý do để mà chúng ta phủi tay vong ơn. Tôi nói cho các vị biết như vậy, đừng có ngồi đó mà làm thơ mà dệt mộng mà tưởng mình là có trí tuệ, có nhẫn nại, có hành xả, có thiền định, có lòng tri ân. Không có, tất cả những cái mình tưởng mình có đó, thật ra toàn là một hộp mè không à. Mà người ta phải bự những cái núi đó, những cái đức tánh nó phải bự những cái núi mới thành Phật được. Còn mình nó chỉ một hộp mè thôi nha. Cái lòng tri ân mình nó dễ phụ tài đó. Cho nên cái chuyện đầu tiên ấy là cái lòng tri ân, phải có lòng tri ân, đó là thương quý được cái người mình, giúp mình, người tốt mình. Cái tiếp bước thứ hai nó khó hơn, đó là thương được cái kẻ mà vô gọi là không ân không oán thì với mình hết, người dân nước lạ. Rồi cái khó thứ ba nó ghê hơn chút nữa, đó là thương được bạn của kẻ thù. Cái tôi nói thiệt với bà con, tôi làm này không nổi, tôi đang giảng cái này mà tôi làm đó. Tôi nói, tôi mở miệng ra bà con nói xong sư xong với thù quán, mà tôi chỉ mượn cái cớ tôi nói thôi, tôi không có thù quán hết trơn á. Mà tôi chỉ nói là tôi biết cái tánh của tôi không thể nào mà tôi thích được cái người mà chơi rất thân với kẻ ghét tôi nha. Làm ơn nhớ cái đó, tôi không có tài nào mà tôi thương được cái kẻ mà chơi rất thân với người ghét tôi. Tôi nói thiệt không. Tôi thương không nổi, bởi vì sớm muộn gì nó cũng đứng về phía hàng ngũ của tên kia. Cho nên là tôi thương nó không nổi. Cho nên cái bước một là lòng tri ân, tức là thương quý được cái người tốt với mình. Cái đó thấy nó dễ mà đã hiếm rồi. Bước hai là thương được, hy sinh được cho cái kẻ mà không có ơn quán như mình. Cái bước ba nó khó hơn nữa, có nghĩa là thương được cái kẻ mà thân thiết cái kẻ thù mình, ngựa mưa mình. Và cái bước cuối cùng là thương được kẻ thù, thương được cái kẻ mà nó mới vừa hại mình hoặc là nó sắp giết mình, mới vừa hại mình hoặc là sắp giết mình mà vẫn thương nó được, như mẹ thương con, như một người mẹ thương đứa con, như một người mẹ mà thương đứa con bị tâm thần vậy. Nó cào cấu, nó đánh đập, nó cấu xé mình vẫn gạt lệ mà chăm sóc được. Khó lắm nha, khó lắm. Mà để trở thành một vị Phật thì phải tu vô số cái hạnh lập, gom gọn gọi là 10 cái ba la mật. Mà trong cái 10 đó là có cái này, có cái mà tôi vừa nói, tức là thương được kẻ mà nó mới vừa muốn giết mình hoặc là nó sắp ra tay nó giết mình, phải thương cho được. Chỉ riêng một cái từ tâm đó thôi, mà không phải một lần nha, không phải có một kiếp rồi đó hên cái xẹt tu cái là ghi điểm liền cũng phải. Mà cái này phải lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại nhiều lần vậy, trong vô số kiếp vậy. Cái máu mà Bồ Tát phải chảy ra trong lúc mà chăm sóc yêu thương kẻ thù đủ để làm nên một dòng sông thì mới thành Phật được. Vì lâu quá mà, lâu lắm. Cái máu mà Ngài đổ ra để vì yêu thương kẻ thù đủ để làm nên một dòng sông
thì mới thành Phật được. Có nghĩa là cái lòng đại bi của Ngài nó lớn đến mức mà Ngài không còn cái biên giới, không còn cái rào rộng. Vì vậy cho nên cái con người đó khi mà thành Phật rồi, chỉ mới hứa thôi, mới hứa với chư thiên lúc họ tỉnh thì Ngài giáng trần, tỉnh là Ngài bị đại bi, Ngài giáng trần thành Phật độ chúng sanh. Ngài chỉ mới có ừ thôi, Ngài mới có ừ thôi, Ngài chưa có làm gì thôi, Ngài mới có ừ. 10.000 vũ trụ nó rung lắc. Rồi sau đó khi mà Ngài chánh niệm tỉnh giác từ trần, từ cái cõi đau xuất mà nhập thai vào cái bụng và Phật mẫu Maya, là 10.000 thế giới nó lắc. Trong kinh nó giống như con voi mà nó đặt chân xuống cái chiếc xuồng, cái thuyền nhỏ, chiếc thuyền nó chịu không nổi cái trọng lượng của con voi khiếp như vậy, cái đức độ lớn lắm. Và về sau khi thành Phật rồi, những khi mà Ngài được lâm nạn thì cả thiên cung phải nóng bức để thích Phạm Thiên phải mà xuống giúp Ngài. Không có phải cái gì mà nó màu nhiệm, nó quơ quyền hoặc không phải, mà cái người ta tu quá cỡ thượng mộc, chỉ riêng cái khoảng tâm từ của Ngài, cái tâm từ của Ngài, cái máu mà Ngài đổ ra để thương yêu kẻ thù, nó đủ để làm nên một dòng sông. Cả vũ trụ hòa tan chảy trong cái quyết quản của Ngài. Ngài thương như vậy đó. Ngài cái là viễn dĩ nhiên là Phật thì Ngài không thể nào tự Ngài đâm chết Ngài, nhưng mà cái lòng của Ngài đủ để mà vì chúng sanh chết thêm một lần nữa. Cái đại bi của Ngài đủ để chết thêm một lần nữa cho chúng sanh, mặc dù chuyện đó không có xảy ra. Gớm như vậy, đến một cái mức Ngài không còn phân biệt. Đề mình đặt ra lúc mà hấp hối, ông có nói với đệ tử không? Khi em đã tới gặp Phật thì đệ tử ông nói: trời ơi sư phụ ơi, là sư phụ hại Thế Tôn hết cái keo này để keo khác. Sư phụ tưởng tượng Thế Tôn làm sao mà gặp sư phụ được, sư phụ tưởng tượng đi, kỳ lắm sư phụ ơi, không có đâu. Thế Tôn không có cách chi mà gặp mặt sư phụ được. Sư phụ gọi là chia rẽ tăng đoàn, sư phụ lăng đá hại Phật, sư phụ làm biết là bao nhiêu chuyện, làm sao mà Phật có thể gặp được sư phụ. Sư phụ thì mà đâu ra không lắc đầu nữa: không, tụi con không có hiểu tí tí gì về Phật hết, tụi con không hiểu được. Ta thù oán Ngài cỡ nào đi nữa, nhưng mà trong lòng của Ngài, ta và rau la con ruột của Ngài không có khác nhau, không có khác nhau. Ta ghét là người ta hạ cho đã cái nư ra vậy thôi. Chúng ta biết khi bình tĩnh, chúng ta biết trong lòng Thế Tôn ta và la hầu không có khác, khiếp như vậy. Kẻ thù mà đi nói về Ngài như vậy, cái người muốn giết Ngài mà đi nói về Ngài như vậy, họ phải thấy cái đó mà. Khó lắm, cũng thành Phật khó lắm. Cho nên ý, chúng ta phải hiểu thêm một bước nữa. Phật mà nói khó kiếm thì hiền thánh đương nhiên là khó kiếm, bởi vì Phật nằm ở trong số hiền thánh. Hiền thánh ở đời chỉ có ba hạng thôi: một là Phật Tổ Như Lai, hai là độc giác tự đắc không thầy không trò, đắc xong lên núi tịch lưng. Cho nên có không có đời không biết, thấy mặt cái đâu biết đó là độc giác, coi như có và như không. Rồi cái hạng thứ ba là Thinh Văn, là đệ tử của Phật Tổ Như Lai, Phật Toàn Giác. Tuy Thinh Văn đông thiệt nhưng mà chỉ có xuất hiện trong cái thời kỳ mà có Phật Tổ ra đời mà thôi, cho nên hiền thánh cần hiếm. Đấy. Cho nên trong dòng sinh tử chúng ta, con mắt chúng ta thấy tầm lum hết trơn, chúng ta thấy nào là núi non cây cỏ đất đá chim muôn súc vật bò bay mái cửa phi cầm đậu thủ, chúng ta thấy đủ thứ hết. Nhưng mà để thấy được thánh hiền bằng cái nhận thức, chứ không thấy bằng con mắt không thì cũng đã là hiếm rồi đó, nhưng mà chưa ghê, phải thấy bằng cái nhận thức cực hiếm lắm. Thân người còn kiếm không ra để xài mà. Con rùa mù trong kinh ví dụ thôi, có một con rùa mù 100 năm nó trồi đầu lên một lần, mà do một cái sự tình cờ ngẫu nhiên hãn hữu nào đó mà nó chọt cái đầu vô cái lỗ giác trôi trên biển mù nha, mà 100 năm nó trồi có một lần, một lâu lâu nó chọt lên, mà trong một cái sự tình cờ hãn hữu nào đó mà nó chọc nhầm ngay cái lỗ dáng mà trôi lên đầu, biến dáng ngậm đầu trên biển là bị có dáng.
biết cái đầu biết nó có biết cái tấm giác đó, nó từ bờ này nó bà nó cho nó giả của bờ kia đâu có đâu mà do gì ngẫu nhiên mình chọc vô đó, tôi nghĩ nó hiếm cỡ nào, cái xác suất cái possibility nó cực cực thấp thấp lắm, chưa được 1 phần tỷ nữa. Nó phải là 1 lần của nhiều ngàn tỷ, cái xác suất nó thấp rồi. Một một trên nhiều ngàn tỷ, đó là cơ hội làm người. Nói chi là đã được thân người mà được gặp được cái bậc hiền thánh khó lắm, mà gặp hiền thánh mà gặp mình trơ cái mắt ếch mình ra thì cũng bằng không, hoặc là gặp mà đem cái lòng mà căm thù oán ghét chống đối đánh phá thì gặp vậy chỉ thêm họa thêm họa thôi nha. Rồi xong, cho nên ở đây cái đầu tiên đó, là thấy vô thường, tức là gặp mặt thấy được hiện thật. Chúng ta phải tâm niệm như thế nào, bởi đây người sản chữ tu tập, chúng ta phải tu tập như thế nào mà để đời đời sinh ra gặp thánh hiền biết liền, nghe được chánh pháp là biết liền hiểu liền, mà nếu ngon cái nữa hành trì liền đắc chứng liền. Đúng. Nhưng mà cái bước đầu tiên là còn mở banh con mắt u mê của mình ra, mình gặp thánh hiền mà mình biết đây là thánh hiền, thấy thấy thánh hiền mà làm sao mình lụm được mớ thánh hiền mình bỏ túi, thấy được mình là thấy vô thường, thấy vô thường như đó, thấy vô thường. Anh tôi nói hoài anh mỗi giây mỗi phút chứ không phải là mỗi ngày mỗi giờ không, mỗi giây mỗi phút anh thích cái gì, anh ghét cái gì, anh quan tâm cái gì, anh nặng lòng cho cái gì rất quan trọng. Chính cái đó, chính cái mà anh ghét, chính cái mà anh thích, chính cái mà anh quan tâm, chính cái mà anh nặng lòng, chính những cái đó nó mới đi dìu dắt anh, nó mới xô đẩy anh trở về một cái phương trời nào đó trong cái tam thiên đại thiên thế giới này, trong một cái góc xó xỉnh nào trong cái cuộc đời này. Anh tiếp tục là công hầu khanh tướng, sĩ nông công tướng, nam phụ lão ấu, bàn sanh ngạ quỷ ở tu la địa ngục. Tùy đó, tùy cái chuyện mà anh thích cái gì anh ghét cái gì, bởi vì chính cái thích và cái ghét, chính cái mà anh nặng lòng, chính cái anh quan trọng mà nó mới dẫn đến hành động của anh, và hành động nó chính là nghiệp, mà nghiệp nó dẫn đến tài sinh, dẫn đến cái cảnh giới. Anh để anh đi về nha. Bây giờ anh muốn gặp hiền thánh thì anh phải dọn cái lòng của anh, làm sao mà hiền thánh chỉ đặt chân lên đó là có chỗ đứng trong lòng anh, còn đằng này trong lòng anh nó gai không mà miễn dài không mà đủ đạn không, thì hiền thánh nào mà đặt chân lên đó được. Anh tưởng tượng có biết bao nhiêu người trong lúc này đó, mà cũng là mang tiếng là nghe pháp giảng kinh chép kinh tùm lum mà, thì mà cuối cùng là cái phật phật chất trong lòng của mình nó còn được bao nhiêu. Mình muốn rước thánh hiền về với lòng mình phải có chỗ thực đứng, mới có chỗ cho tăng hậu chứ. Đúng. Mình muốn hoa nó nở trong vườn của mình phải dọn nó làm sao, chứ toàn là có gai chỗ cỏ dại gai góc rồi thì làm sao hoa nó mọc được, sao nó mọc. Anh phải dọn đất làm sao tôi không biết, mà anh dọn làm sao đó mà hoa nó có chỗ để nó mọc. Anh dọn con mắt của anh làm sao đó mà nó có chỗ để mai mốt nó còn nhìn hiền thánh, chứ không anh nhìn hiền thánh là bằng cái con mắt mình coi như là tị hiềm ghen ghét thì chết rồi nha. Cho nên thấy vô thượng là như vậy, thấy được cái đối tượng xứng đáng bằng một cái nhận thức tương tương xứng rất là khó nha, đó là thấy vô thượng, nghe vô thượng cũng vậy, cũng cứ vậy mà hiểu. Trong cái dòng sinh tử cái lỗ tai này nó nghe biết bao nhiêu, đến nghe cái tiếng người ta hát, người ta ca, nghe tiếng người nói, trâu rống, chó sủa, gà kêu, mệnh tạc, nghe hết, nghe đủ thứ âm thanh. Nhưng mà nghe được cái gì mà nó thay đổi được con người của mình, nó thay đổi được đời sống của mình từ xấu thành tốt, từ đau khổ và an lạc, từ thấp lên cao, từ hướng hạ sang hướng thượng, từ thụt lùi sang tiến bộ. Anh nghe kiểu gì, có biết bao nhiêu chuyện cái để anh nghe. Anh nghe nhạc, anh nghe người ta chửi lộn, anh nghe cái tiếng là trời gầm, anh nghe tiếng nước chảy thác đổ gió thổi vân vân, biết bao nhiêu âm thanh đấy anh nghe. Nhưng mà anh nghe cái gì mà nó thay đổi được con người của anh, chỉ là nghe lời của thánh hiền thôi, nghe lời của người lành, nghe lời của minh sư thiện hữu, thì cái nghe đó, cái âm thanh đó, cái tiếng động đó nó mới là được gọi là vô thượng, vì nó giúp được anh. Còn bao nhiêu thứ âm thanh mà nó không giúp được gì cho anh hết,
Thì nó nghe rắp cho mình nghĩ cũng được nha. Tôi nhớ trong kinh cứ kể câu chuyện một cái ông phú thương giàu lắm. Phú thương giàu trong nhiều đời những kiếp ông gieo duyên lành giải thoát, kiếp cuối ông sanh ra nhập thời có Phật, một cái chân đi tình cờ ông nghe người ta nói chữ Phật, chỉ nghe nó chữ Phật thôi, ông hoàn toàn ông sửng sốt, ông ngỡ ngàng, giống như một đứa bé mà ham chơi rồi bị đi lạc ngoài chợ, sau đó phát hiện ra mất mẹ, lang thang ngoài chợ cả ngày trời buổi chiều, tình lình nghe tiếng mẹ rồi thì nó mừng cả đó. Nó tưởng là đời nó xong rồi, chợ chiều từ phiên chợ sáng mà tới chợ chiều, tôi về hết trong cái bơ vơ đó của đứa trẻ không biết nó đi đâu về đâu, tình cờ nghe tiếng mẹ gọi, nó bàng hoàng, nó mừng, nó chết điếc được. Ở đây cũng vậy, mọi người cũng duyên nghe tới cái chữ Phật còn hơn vậy nữa, nó lên tới óc luôn, mẹ là ở tim thôi, Phật lên tới óc luôn. Ngay trong đêm đó cứ dò hỏi người ta Phật ở đâu, mà người ta nói cho ông nghe rồi có thường cản, ông nói trời tối rồi mai gặp, nói không phải đi trong đêm. Thì do có lòng một lòng hướng Phật như vậy, ở khi mà ông đi băng qua một nghĩa trang, một nghĩa trang đâu tệ nghĩa trang nữa, tại tha ma, cái chỗ mà người Ấn người liền xác, Ấn Độ nó có nhiều cách an táng lắm, mai táng là chôn, quả táng là đốt, thủy táng thả xong, lâm táng là liền rừng, điểu táng là để cho chim ăn. Thì cái này là lâm táng, đem cái chất đóng là rừng, chỉ có nhà giàu mới chôn, nhà giàu mới là thiêu, còn cái nhà nghèo là nó chọn cái thủy táng hay là lâm táng. Và do cái văn hóa, cái não trạng, cái tâm thức của người Ấn Độ thời đó, cái chuyện mà mình thương yêu nhau rồi mình ôm sát nhau, mình khóc cho nó đã xong liền cái đồng cái quay lưng về, cái chuyện mình nó bình thường. Còn mình có bên mình mẹ còn sống mà mình thương rồi chết rồi là cái xác ấy mình nó lớn chuyện, mình có thể nợ nần, mình cầm cố để có được cái đất chôn, có được cái hòm cho nó ok, không hậu sự bên mình với tàu lớn chuyện. Người Ấn thì không, người Ấn còn chủ trương ngộ sống là cho ra sống, thương là thương lúc sống, tốt là tốt lúc sống, kể về nhau là kể lúc sống, chứ chết rồi là sống cắt bụi, còn chỉ phán cắt bụi sống rồi mới có đủ cái gan mà đem luyện được. Cho nên xác là xác chồng xác, có cái thì mới luyện hồi chiều, có cái luyện từ trước sinh chảy nước thui tôi cay không kịp, có cái còn là chỉ xương trắng. Mà ông phú thương niệm đi nó mỏng dấp, khi mỏng đang đi niệm cũng phải dấp cái bằng đêm mà. Thì đâu lúc một lòng nghĩ tới Phật à, thì ngộ lắm. Một lòng mình tập trung cái gì để mắt mình sáng rồi, ở đây có hào quang hào quyết vậy đó, thì cái lòng mình nó tập trung thì nó sáng rồi đi. Khi mà quý vị bị dắt, giật mình không biết đó là cái xác người, thì lúc đó cái bóng tối, cái ánh sáng nó mất, thì ông hết rồi, ông tính quay lui. Thì lúc đó có một cái vị phi nhân tên là Sivaka, ông là bà con kiếp trước của Phú Thương, ông nói một câu rất là hay. Cái câu đó trở thành câu thần chú của tôi trong đời sống thường nhật. Ông nói thế này, đi nữa thì, đi nữa thì, hãy nhớ rằng mỗi bước chân của Ngài bây giờ, mỗi bước chân của Ngài bây giờ trị giá bằng cả một gia tài. Trong vô số kiếp Ngài đi cùng trời cùng đất, mỗi những cái hành trình nó giá trị, nhưng bây giờ là mỗi bước chân đó, trị giá bằng một gia tài. Sở dĩ mà ông lâm thành mà nói như vậy để biết cha là cho Phú Thương, phải nói bằng cái ngôn ngữ của Phú Thương, cái gì nó có lời nói cho mình hiểu, thấy không? Còn người khác thì nói khác. Nếu mà gặp một cha nhà quê thì sẽ nói là mỗi bước đi ông là bằng 800 tấn lúa, ví dụ như vậy. Nhưng mà lần này nó đối với cha buôn bán thì bị lâm thần là nói khác. Mỗi bước chân của Ngài bây giờ trị giá bằng một gia tài. Đi nữa đi, đừng quay lui, cứ theo ông đi. Ông đi là ông nhấp một cái, nó hết hồn, ông tính quay lui thì ông lại nghe văn bằng rồi, cứ đi nữa đi.
Mỗi bước chân ông bây giờ trị giá bằng một gia tài. Tại sao cái câu nói đó làm tôi tâm đắc? Các vị biết rằng chúng ta dành rất nhiều thời gian cho cái chuyện rùa bu, rất là nhiều thời gian cho chuyện rùa bu. Do cái tình cảm, do cái văn hóa, do cái tâm thức, do cái khuynh hướng tâm lý mà chúng ta quan tâm tùm lum chuyện hết. Mà đa phần là chúng ta quan tâm cái mình thích, chúng ta hay làm lơ cái mình cần lắm. Để ý là tôi nói đúng không? Ăn này, cái bạn ăn của mình đi, đa phần là mình ăn cái mình thích. Bây giờ khá rồi, bây giờ khá rồi. Bây giờ là tại internet, không? Internet rồi TV, không? Rồi báo chí thì đó, thì mình bắt đầu mình biết kiêng khen, chừng mực này đó, sợ bệnh. Chứ còn đa phần của chúng ta là ăn toàn kiếm cái ngon mà ăn, cái lành cũng quan trọng. Mặc dù mình nói đủ chữ là ngon lành, một bữa ăn ngon lành nhưng mà thật ra là ngon thôi chứ còn lành làm tính sao? Đấy. Mà cái ngon là cái mình thích, mà lành là cái mình cạch. Biết đúng không, hiểu được không? Có cái nghe tôi nói kịp không? Mỗi bữa ăn như vậy, đấy. Chứ còn có hai phần ngon với lành, mà chúng ta đa phần là tập trung cái ngon nhiều cái lành. Cái lành là đồ ăn sạch, rau sạch, cái nguồn sạch, đấy. Đấy. Mà cái ngon là cái mình thích, mà cái lành là cái mình cần. Mà người mình đa phần là tập trung như cái mình thích, tập trung như cái ngon hơn cái lành mình nghĩ. Thì đó là nói về thức ăn, cái thực đơn trên mâm ăn. Còn thực đơn như cái này cũng vậy, mình toàn là tập trung như cái mình thích không, còn cái mình cần đó hiếm hiếm. Đấy. Cho nên Tào có một câu rất là hay: phục dược bất như thực dược. Phục dược là uống thuốc, thực dược là ăn cái đồ có dược tính. Thì Tào nói là phục dược bất như thực dược, có nghĩa là uống thuốc lúc bệnh không bằng ăn thuốc lúc mạnh. Tức là ngay để sống được trên tầng mình phải biết cái gì cần để mình dọng vô mõm, cái mõm của mình ngừa được. Đấy, ăn uống cẩn thận, cái gì tốt cho gan, tốt cho thận, tốt cho phổi là mình quất vô, chứ phải là ngon. Còn mình ăn đa phần là mình ăn toàn mấy cái mà cho đường nó tăng nè, được, huyết áp tăng nè, cholesterol tăng nè, được, phá gan nè, hại thận nè, quậy bao tử nè, được. Mình ăn toàn là đồ độc không, đồ độc không. Đấy. Cho nên cái nghe nó quan trọng, nó cả vô số kiếp luân hồi mình nghe biết bao nhiêu thứ, mà cái nghe nào nó mà nó có lợi cho mình ngại nghe, ngại. Cho nên chúng sanh thì mình thấy rõ ràng nữa. Trong cái âm nhạc, nghệ thuật, khoa học, văn chương, nhiều lĩnh vực trong đời sống, tất cả chúng ta chia làm hai phe. Tất cả chúng sanh gồm có trời, người, muôn thú đều nằm gọn trong hai phe. Phe một quan tâm đến cái mình thích, và nhóm hai là cái phe hai là quan tâm đến cái mình cần. Mình đã nghe nhiều kiếp, mình nghe ba cái gì đúng không, nhưng mà cái nghe mình nó chỉnh sửa được con người mình, nó nâng cấp được mình thì hiếm lắm. Đây, cho nên nghe được lời tánh hiền đó chính là cái nghe vô thường. Và cái thứ ba, lợi đất vô thường. Lợi đất là cái mình có được. Chúng ta có được rất là nhiều thứ, không? Chúng ta do văn hóa, khuynh hướng tâm lý, môi trường sống, không? Trình độ tâm thức, chúng ta tự cho mình sở hữu nhiều thứ. Lợi đắc ở đây tức là sở hữu, sở hữu nhan sắc nè, sở hữu kiến thức, bằng cấp, học vị, sở hữu là tài sản, sở hữu uy tín xã hội, sở hữu tình cảm. À, giữa người này giữa người kia cho mình dù như vậy, chúng ta sở hữu nhiều cái, chúng ta sở đắc nhiều cái, không? Nhưng mà cái sở đắc nào mà nó thuộc về thiền pháp, nó thuộc về cái đạo nghiệp giải thoát, cái sở đắc đó mới quý. Một lát mình sắp tới bệnh kinh, một lát sắp tới bệnh kinh. Tức là tài sản nó có nhiều thứ, nhưng mà cái tài sản nào mà không bị lửa cháy, không bị nước cuốn, không bị người ta sang đoạt, không? Không bị kẻ thừa tự gọi là lừa đảo lật lọng. Trong kinh nói chúng ta thôi, kẻ lừa thừa tự cũng là một thứ nha. Mình còn cả đời làm trâu làm ngựa, gây dựng tài sản, cuối cùng là bị thiên tai nhân họa, kẻ thù kẻ gian sang đoạt, mà đau nhất là cái kẻ thừa tự không xứng đáng. Vì cái tình thì mình nhắm mắt nhắm mũi mình để lại cho nó. Bởi vì trên đời nó có bao nhiêu đối tượng, bao nhiêu cái xứng đáng hơn, là bây giờ để dồn hết cho cái kẻ đó. Thì nói chung là cái gì mà có thể bị người thân kẻ thù sang đoạt
cái gì mà còn có thể bị thiên tai nhân họa chiếm mất, cái đó mới ngon. Sở hữu cái đó nhiều phê. Sở hữu cái gì mà cái quyền sở hữu nó lâu bền hơn, thì tôi ví dụ như đa phần người châu Á, như là Tàu Việt Miên Thái Lào ở Mỹ, ăn cướp nó khoái biến nhà mình đó, bây nhà có tiền đấy. Nhà có tiền mặt. Nhưng mà người ở Mỹ thì không, người ở Mỹ họ không có thích sở hữu cái tài sản theo cái cách của người châu Á. Mình đó là mua ba cái đồ quý hiếm gì mình trưng trong nhà, rồi tiền bạc là thích giữ cọc 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 cọc, không mấy cái tiền mấy cái tờ mệnh giá lớn lấy thùng cọc 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 nhét vô nhà cất. Cách đây cũng mấy năm có một cái hai mẹ con cái bà thì bói bên Cali bị cướp giết, bói người ta mà bói mình được, cứ mới giết mà chắc là khảo của sao đó mà máu dăng từ dưới đất nó dăng lên cầu thang, nó tùm nó vẫy máu tùm lum ở trên lầu, rồi theo mình đó là nó kéo lê rồi nó móc mắt nó banh cái miệng rồi nó sao mà máu tùm lum. Rồi hai mẹ con không chết, rồi hàng xóm thấy những cái dấu vết khả nghi mới kêu cảnh sát tới, thì tới nơi chỉ gọi hai cảnh sát, mà cái mình biết cảnh sát còn lục tung cái nhà họ ra phát hiện một chuyện là trong nhà có tới mấy cái máy hút bụi, mà trong đó có một cái giấu 100.000 tiền cash, là tiền mặt, tiền tươi ở trong đó. Có nghe rõ không? Mình sở hữu một cái thứ tài sản mà nó bị dễ mất như vậy, trong khi ở Mỹ nó không, nó tống vô nhà băng, hoặc nó đem nó đầu tư. Một là nó đem đầu tư, hai là nó gửi nhà băng. Sở hữu một cái tài khoản nhà băng nó an toàn hơn là sở hữu nguyên một cọc một tiền mặt. Đấy. Ở đây cũng vậy, có nhiều cái thứ lợi đắc, có nhiều cái thứ sở hữu của mình có thể có được trong đời này, nhưng mà cái gì sở hữu, cái gì và cách nào sở hữu, cái gì và sở hữu cách nào để được an toàn. Ví dụ như bây giờ mình thích tài sản thì cái chuyện mà mình tập trung mình để mình làm chủ trong đời này nó vẫn không bằng để đi làm phước. Mình thích tài sản bằng mình thích, nhưng mà thích bằng mình thích bằng cách là mình đầu tư như vậy. Mình ăn thì hết, mình người ăn thì còn nha. Đó là mình thích cái gì là một, thứ hai là mình giữ nó kiểu nào, mình sở hữu nó kiểu nào. Thì bây giờ mình chia hai là một là một cái là tinh thần, một cái là vật chất. Thì mình thấy cái ở đâu, nếu mình là người Phật tử mình hiểu ở đâu mà nó ra tài sản này, người ta chắc chắn là phải để dành từ kiếp trước, phải để dành bằng vật chất rồi, mà phải là để dành bằng công đức. Cho nên một trong những cái điều tâm niệm mà người Phật tử cần nhớ để chỉnh sửa mình chính là nhìn lại mình, không cần thần thông, không cần thần thông nha. Tôi nói thế này, tôi muốn kiếm coi quý vị còn chỗ trống nào xong cái câu này, xong cái câu này, phải xong cho tu trên người mình. Không cần thần thông, quán chiếu mở hết luôn. Chỉ nhớ thế này, mình nhìn mình bây giờ, những thứ mà mình đang có đây không phải ngẫu nhiên mà cha cho, mẹ cho, ông bà cho, bạn bè thân quyến cho, láng giềng cho, nô bệ ai cho, từng thứ mà mình đang có đây đều là đến từ một cái tiền nghiệp quá khứ, một cái tấm thân mà bệnh tầm lưng này nè, đừng có trách là do di truyền ông bà cha mẹ để lại đồ. Anh đừng có nói nữa, tại sao mà anh không có đầu thai ở chỗ khác để anh lấy cái gen di truyền tốt hơn, mà anh mới chung vô cái nhà này để cả lũ bị xuyển giống nhau, bị ung thư giống nhau, bị mấy cái bệnh mà nguy hiểm giống nhau, tại sao vậy? À, anh đừng có đổ thừa di truyền, tại sao anh không chung vô cái cửa khác mà chung vô cửa này? Rồi bây giờ anh là tướng anh cao ráo ngó đường người ta, có đứa anh xấu ác kìa, lục xịch. Anh đừng có trách cái người sanh ra, mà anh phải hiểu những cái bây giờ anh có là nó từ đâu, nó từ vô lượng kiếp nó đẩy từ bây giờ nó ra cái con người anh nha. Cho nên bây giờ anh cứ nhớ thế này, những gì tôi đang có nó chính là cái tấm gương chiếu dọi phản ánh những gì tôi đã tạo trong một cái kiếp nào đó trong quá khứ. Tôi có nhiều tài khoản thì cái kiếp này là tôi đang là xài cái tài khoản của kiếp A kiếp B gì đó, còn những tài khoản khác là để kiếp khác nha. Mà kiếp này tôi đang xài cái tiền nợ hoặc là tiền lãi của một kiếp nữa đó, trong quá khứ. Khi mà nhớ như vậy thì hành giả mới thấy
cái mà ta sở hữu, cái mà ta làm chủ, cái cô kỹ ta làm chủ cái gì và làm chủ kiểu nào, cái gì và kiểu nào, what and how. Chủ khoái hay những trong tiếng niệm xứ cũng what và how, mà trong đời sống thường ngày mình thích cái gì đó, cái con cái đó là cái gì what, và mình muốn tiếp tục sở hữu nó thì mình sở hữu kiểu nào, sở hữu như thế nào, how to sở hữu nó kiểu nào, how to process sở hữu kiểu nào, chứ không phải đem nhét cái túi lạnh như đồ quần, không phải. Trước hết mình thích cái gì, vật chất và tinh thần, thì mình nhớ thế này, tất cả vật chất mình có đều chủ yếu là từ cái nguồn tinh thần, mọi thứ mình có một cái tinh thần như thế nào nó ra cái vật chất như vậy. Tiểu tạo có một câu tiểu phú vô thì đại phú vô thiên, mà tiểu phú vô cả mà đủ ăn đủ mặc á thì do mình xuyên kiếp này, nhưng mà giàu nghiêng trời nghiêng đất là bị do trời, nhưng mà đâu đạo phần mình thì không phải là do thiên mà là do duyên. Tiểu phú vô cần và đại phú vô do duyên, duyên tiền duyên quá khứ nha. Cho nên mình sẽ đắc cái gì, mình sẽ đắc cái gì ta, cái gì nó thuộc về tinh thần à, thì cái đó tinh thần đây là gồm các hạnh lành, các công đức không? Thập thiện hoặc là ba bảy bồ tát bồ đề phật, thì sở hữu cái đó đó mới được gọi là cái lợi đắc tối thượng, có được cái đó trong người nó mới ngon. Tôi đã nói không biết là bao nhiêu lần mà chắc bà con quên rồi. Tôi ví dụ nha, tôi ví dụ tôi có hai người mà tôi rất thương, rất thương, thương người luôn, thương đến mức mà tôi có thể chết cho họ. Đấy. Một người trong đó giàu có cực kỳ về vật chất nhưng mà nghèo nàn cực kỳ về tinh thần. Đấy. Còn một người thứ hai đó là giàu có cực kỳ về tinh thần mà nghèo nàn cực kỳ về vật chất. Khi tôi nhìn hai người này, mà tôi nói trước nha, tôi nhắc lại, hai người này tôi đều thương kinh khủng lắm. Đấy. Thì cái anh cha mà nghèo tinh thần mà giàu vật chất, tôi ngại lắm. Nếu đó là người thương của tôi ngại lắm. Tôi biết nay mai mình đã bị cái sốc gì đó, vợ bỏ, chồng bỏ, con đau, con hư gì đó không, hoặc là bị làm ăn thua lỗ gì đó không, là chắc giả điên luôn. Tôi nhìn chắc sợ lắm. Tại tôi thương ông đó lắm, tôi rất là thương. Mà tôi nhìn ông nghèo tinh thần đó mà với giàu vật chất, tôi có hai cái lo một là cái ông này mai này ông tắt thở không đi về đâu hết trời, đó là chuyện xa. Còn chuyện gần, lỡ mai này ông chưa chết mà ông bị tán gia bại sản thì ông sống sao hết trời, vợ ổng chồng của bả phụ ổng phụ bả trong mình biết của ổng với bả sống sao hết trời. Nên đó là người mình thương mình lo, nhưng mà riêng cái nhà mình giàu tinh thần mà nghèo vật chất luôn tôi không có lo. Tôi sẵn sàng, tôi nghĩ là tôi thương quá, tôi đi bán vé số, tôi chiên chả giò, tôi làm một cái xe bánh mì để tôi nuôi họ được, được nha, được. Tôi hỗ trợ vật chất cho họ được, chiên chả giò. Các vị biết bên châu Âu chiên chả giò giàu lắm, các vị biết không? Nếu mà các vị xin được cái visa mà du lịch qua đây 3 tháng ở bên cái đảo Cyprus của Hy Lạp, gần Hy Lạp, gọi là qua Thụy Sĩ, các vị chiên chả giò vào mấy cái dịp lễ của bên đây này, lễ Tết. Chi cái giò giàu đó. Chúng ta có nhiều cách để bổ sung cái tài sản mình. Chúng ta đi lao động nước ngoài, đặc biệt lửa mình lửa mấy nước giàu, mình qua Dubai, qua Tây Âu, không? Nhiều cách để bổ sung cái tài sản vật chất, nhưng cái tài sản tinh thần thì cực kỳ khó, khó gớm lắm, nhớ nha. Cho nên nó hãy nhớ là cái tài sản nào mà nó quý hiếm là khó mắc là hàng, và nó làm cho mình càng lúc càng đi lên là bạc, không? Quý hiếm là một nè, không phải ai cũng có được như mình đâu. Thứ hai phải khó mất, không chỉ có cái gì mà nó dễ mất của thiên tai nhân họa là nó mất được, cái đó không phải. Cái thứ ba là cái thứ nào, cái thứ vật chất tài sản nào mình càng giữ mỗi con người của mình nó càng ngon lành thôi thì cái đó ngon, không? Rồi cái nào, cái thứ này sở hữu nào mà lỡ mình có lăn đùng lên mình chết mình vẫn cầm theo được, không? Chứ còn mình đi mình sở hữu cho đã rồi đó còn lăn đùng lên chết mình bỏ lại hết. Tôi kể mà con nghe hoài cái về chuyện mà một ông vua, đó là ông Alexander Great, ông qua lịch sơ, ông đi đánh Ấn Độ banh chành xong rồi ông thắng, ông để một số người ở lại đó xong đi về Babylon ông chết năm mới mấy ba mấy tuổi, sau một buổi buổi tiệc rượu ông chết, ông bị bệnh lâm trọng bệnh rồi ông chết. Trước khi ông chết ông để ông trói là 3 điều trong rừng còn nhớ không? Điều một, các vị còn nghe không? Điều một,
là trẫm chết rồi. Cái người mà khiêng quan tài của trẫm là mấy anh cha thái y, mấy anh quan mà quan chữa bệnh cho trẫm, nó quan thái y gọi là royal doctor. Phải vậy mấy ông nó khiêng hòm mới được. Thứ hai là cái hòm của trẫm nó khoét hai cái lỗ để trẫm thò cái hai bàn tay ra ngoài. Và thứ ba, bao nhiêu cái thứ châu báu mà bồi táng tùy táng hai vị khâm liệm bỏ vô trong hòm để trẫm đem theo thì làm ơn để quan tài của trẫm trống rỗng, để trẫm với cái xác thôi, trong hòm cái xác thôi, mà bao nhiêu cái châu báu mà bồi táng tùy táng khâm liệm rải chung quanh đất mộ để ai đi ngang nhìn cũng thấy. Thì bá quan tưởng là ông bị lạnh, ông đau quá rồi bị lún. Hỏi ông vì sao, ông nói thứ nhất phải để cho mấy ông quan thái y ngự y khiêng hòm của trọng, khiêng cái linh sàng của trọng để cho người ta thấy. Cuối cùng đó thì thầy thuốc nào cũng phải bó tay trước cái chết, cho dù đó là cái chết của bậc đế vương thì thầy thuốc cũng phải bó tay. Chứ đừng nói là tình thân tình thiết mà tình cảm bạn bè quyến thuộc chủ tớ dẹp, thầy thuốc ngự y mà nhìn vua chết cũng phải bó tay. Chính thầy thuốc cuối cùng cũng phải khiêng xác vua đi thôi. Đấy. Cái thứ hai, khoét cái lỗ, hai cái lỗ để thòng hai cái tay ra ngoài để thấy, để người đời ở giữa đám tang mà thấy rằng đại đế chết rồi vẫn ra đi với hai bàn tay trắng. Đây, ra đi với hai bàn tay trắng. Và cái thứ ba, bao nhiêu cái đồ bồi táng tùy táng đừng có bỏ vào áo quan mà đem rải chung quanh mộ để cho người ta thấy rằng tất cả cái của cải cuộc đời này nó chỉ ra tới mộ thôi, không có đi xa hơn nữa. Đó, chỉ ra tới năm mồ là cùng, maximum là ra tới đó. Đúng ra là nó đã nằm hết ở nhà rồi, nó nằm ở cái giường chết mình ở đâu thì tài sản nó kết thúc ở đó rồi. Nhưng mà có nhiều người họ cũng còn u mê, họ khâm liệm rồi bồi tán tùy tán cho nên là không bài ra, không cho cái đám đó là cái đám u mê đó, nó thấy rằng có đem có ráng lắm á thì cũng ra tới mộ là thôi chứ không có đi xa hơn nữa được nha. Đó thì ở đây cái là lợi đắc tối thượng là như vậy đó quý vị. Rồi tiếp theo đó là học pháp vô thượng. Cái học pháp đây là gì? Trong cuộc đời sanh tử của vô số kiếp của mình đó, mình đã từ kiến thức cho tới hành trì, từ kiến thức cho tới hành trì mình đã kinh qua biết là bao nhiêu thứ, chúng ta đã học bao nhiêu thứ và đã hành trì bao nhiêu thứ về thì tôn giáo, về thế tục, học và làm biết bao nhiêu thứ. Nhưng mà không có cái nào nó hơn được cái tam học của Phật pháp. Tam học đó là giới, định, tuệ. Giới học là coi như là ngăn chặn cái thân bất thiện, khẩu bất thiện. Giới học giúp ta gọi là lìa được bốn cõi đọa, đem ta về với các cõi nhân thiên dục giới. Giới học là cái lằn ranh, cái phân biệt, cái chỉ dấu cho thấy rằng nhân thiên không có giống với loài xa đọa, cái giới đó. Còn cái định là giúp ta lìa bỏ năm trần vật chất để chúng ta không còn sống trong cái thế giới ngũ dục nữa, nâng mình lên, đưa mình lên, hướng mình tới cảnh giới của phạm thiên sắc giới và vô sắc giới. Cái định giới này nó tách mình ra khỏi bốn cõi đọa nhưng mà cũng còn nằm ở trong cái cõi dục, nhưng mà cái định nó tách mình ra khỏi cả cõi dục, nó đưa mình về các cõi phạm thiên. Còn cái tuệ là sao? Cái tuệ có nghĩa là một cái đường lối nhận thức và hành trì, một lối sống mà qua đó nếu đủ duyên chúng ta chán bỏ luôn toàn bộ dục giới, sắc giới, vô sắc giới, mọi hình thức cả sinh luân hồi, thì ba cái này cộng chung gọi là tam học: giới học, định học và tuệ học. Nói về giới học, định học thì vô số kiếp luân hồi mình đã có từng có giới rồi, đã từng có tu tập thiền định rồi, nhưng mà những cái đó không được kể là giới học, định học. Là vì sao? Là vì được gọi là giới học, định học là phải nằm ở trong tam học, mà tam học ở đây được gọi là, còn có ta được gọi là vô lậu học, có nghĩa là cái hành trình mà dẫn đến cái sự chấm dứt phiền não, kết thúc luân hồi, mới gọi là vô lậu học.
Còn cái chuyện mà vô số kiếp mình giữ giới để cầu quả nhân thiên vì một lý do nào đó mà mình giữ giới, hoặc là do thân cận minh sư điện hữu của mình tu tập rồi đắc chứng thiền định rồi đam mê trong đó rồi về phạm thiên sống hết tuổi thọ lăn trở lại chỗ cũ, tới cái đó mình trong vô số kiếp nhiều lần lắm rồi. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái giới được mình hành trì để lấy nó làm nền tảng cho định. Định là sự tập trung tư tưởng. Đấy. Đời tư bê phối khó tập trung tư tưởng, khó có niệm, khó có định nha. Giới mới làm nền cho định. Là định cái khả năng tập trung tư tưởng nó làm nền cho tuệ nha. Tuệ tức là cái trí tuệ nhận thức được rằng thân tâm này, thiện ác buồn vui này do duyên mà có, rồi cũng do duyên mà mất đi. Ngày nào ta còn thích trong bốn cái đó thì ngày đó ta còn tiếp tục gây tạo thêm các cái điều kiện tái sinh, phải chán sợ nó, thấy rằng cái khổ đáng sợ mà cái sướng cũng đáng sợ nữa. Vì sao? Vì muốn được sướng là không phải dễ, phải làm bao nhiêu chuyện mới được sướng, mà có nó rồi là đam mê trong đó cũng lại quay về cái khổ nữa nha. Người có trí có phước mới quan tâm đến điểm này, còn không đa phần thì tới đâu hay tới đâu. Bây giờ đời sống bây giờ có nhiều chuyện mình có lo quá, thế là mình phải lo đời sống này có nhiều cái để hưởng quá, thôi bây giờ mình tập trung mình hưởng. Còn cái chuyện mà tu tập gì đó nếu mai mốt tính, hỏi mai mốt là chừng nào thì mình thôi thì già không già vô chùa ăn chay tháng mấy ngày rồi nghe pháp rồi tụng kinh có pháp danh có cái chuỗi tăng tăng lăng 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 vậy nè. Đâu? Mà ao lam là có chủ đăng lăng, là nếu mà muốn cho nó đốt ra quốc cho nó trọc lóc là khỏe là thì là tu nhá. Tu thì là tu đó, tu là cứ là hồi trẻ là đi chơi cho nó mát cho đất, rồi cái gì già đó khiến cái kiển chùa nào đó vô cái cà cho nó mát, rồi mặc ao lam chủ lần lần miệng đọc miệng đồng có đầu nghĩ gì thì cái trời biết thôi. Mắt lần chuỗi miệng đọc mà mắt lao li đầu thì nghĩ lắng sang lên sang sang tu tu về đó. Tôi trong khi cái tâm học nó phải vậy, cái tâm học đó là hôm qua tôi nói nội vi cái giới cũng đã rối rồi. Có ba cái cách giữ giới: một là giữ giới là vì nghĩ tới mình, vì sợ tội, vì muốn cầu phúc, muốn trốn khổ tìm vui và giữ giới, tức là giữ giới cho mình. Cái thứ hai là giữ giới vì người, có nghĩa là vì mình không muốn làm ai khổ hết, vì năm giới đều có tác dụng đầu tiên là đối với tha nhân, thì mình không muốn làm khổ ai hết cho nên mình không có vi phạm năm giới. Rồi tới cái thứ ba, mình giữ giới là chỉ đơn giản là cái thứ ba kia chỉ giữ là gượng chứ lúc nào phải giữ nữa, mà bởi vì mình không còn cái điều kiện tâm lý để mình phạm, mình không đủ cái điều kiện tâm lý để phạm, mình không đủ cái sân cái tham cái si cái tà kiến để mà làm cái chuyện đó, không đủ và không còn nữa. Tại vì cái giới đó là đuối cho mình, định cũng vậy. Tu thiền định để cầu cái quả tái sanh ngon lành chưa khả, tu mà để lấy nó làm nền tảng để phát triển cái trí tuệ giải thoát, cái đó mới đáng kể nha. Thì đối với tâm học mà hiểu như vậy đó thì được gọi là học pháp vô thường nha. Chứ còn cái hiểu hành thiền mà mong đắc thần thông, mong được nhập định cho nó thoải mái, lâu lâu xếp bằng cái quốc 5 ngày cho nó sướng không? Rồi chết rồi về phạm thiên này nọ, rồi còn trong lúc chờ chết thì coi như có thần thông dời non lấp biển đi mấy về giờ cho nó sướng này. Thì anh thiền cái đó thì không kể là vô thường, mà vô thường ở đây có nghĩa là lấy cái thiền định làm cái nền để mà quán chiếu để mà sống ở trong cái trí tuệ chánh niệm nha. Rồi cái tiếp đó là cái phục vụ vô thường. Ở trong vô số kiếp luân hồi mình là cái người mà để mình gọi là chăm sóc nhiều lắm, cha mẹ ông bà bạn bè vợ chồng con cái thân quyến là nhiều lắm không, nhiều lắm, rất là nhiều. Nhưng mà cái đối tượng mà mình chăm sóc mình khiến cho mình khá hơn, không chỉ dừng lại vấn đề công đức nha, không dừng lại công đức mà còn hơn nữa. Mình phục vụ mà nó cái phục vụ đó nó giúp cho cái tâm linh nó thăng hoa, nó thăng tiến tiến bộ, cái đó nó mới đáng kể. Chúng ta nhớ là cái đây mới hai hôm chúng ta học về kinh của cái dạy rồi, một vị thánh đệ tử là cái người biết cách phục vụ bậc đạo sư như là một người tri kỷ, metta như là một người bạn, như là một người tri kỷ.
Metta và Tà mình thờ Phật mới là để mà mình thờ, không giống như mình thờ ông thần, ông thần mình thờ kính ông thương quá, ông ban phúc ta tội ông ta. Mà mình thờ Phật là vì mình thấy rằng ngài có đại bi, có đại trí, đại hạnh. Đấy. Mình thờ Phật là vì mình biết rằng ngài rất là thương mình. Dầu mình tưởng là mình không có duyên gặp ngài, với lại là ngài trong huệ nhãn của mình, của ngài, ngài đã từng thấy mình. Ngài đã vì vô lượng chúng sanh mà ngài chịu khổ cực, máu lệ nó vô số kiếp, chắc chắn 1000% là ngài không có bỏ mình ra khỏi cái đối tượng thương yêu của ngài, tôi tin chắc được. Để chẳng qua mình đúng duyên, mẫu là mình hành mình chưa đủ 35 phần để mình đắc lúc mình gặp ngài, hay là do cái nguồn cái nguyện lớn nào đó mà mình chưa có chịu đi sớm, ví dụ như vậy. Chỉ có hai lý do đó thôi, một là không đủ, một là không đủ tiền để cất nhà, hai là vì mình muốn cất cái nhà bự hơn, thế là bây giờ mình đành phải ở cái xanh, ví dụ như vậy. Chỉ có hai lý do mà chúng ta không có cất được cái nhà, một là không đủ tiền, hai là vì mình muốn cất cái khác bự hơn, như vậy thôi nha. Rồi. Thì cái chuyện mà mình gọi là phục vụ Đức Phật ở đây không phải là mình phải đổ mồ hôi xót con mắt rồi xoa bóp rồi sắp nước giã gạo quét dọn hầu hạ tay chân vật chất ngày ngày mãi, mà cái hầu hạ đây cái là mình dành cái thời giờ của mình để mình thực hiện cái điều nào mà mọi người đã khuyến khích khích lệ sắp tới mình thực hiện. Các vị biết mà ngày đâu có hai mai hậu ngày. Bởi vì nếu mà ngày ham cái đó, ngày cần cái đó, ngày là ông vua mà ngày ở ngoài cho nó sướng, không ở ngoài cho nó sướng. Bao nhiêu gia nhân tú lệ của Ấn Độ thời đó, đó là loại một, là gia nhân loại một là điều đứng đổ dồn rồi Ca Tỳ La cho Bồ Tát tất đạt hết. Tôi tính nói con số nhưng mà sợ bà con không có tin. 33.000 gia nhân tú lệ, 33.000 nha, 33.000 gia nhân tu lệ trên toàn khỏi Ấn Độ, tức là từ 16 cái vương quốc trong xứ Ấn Độ trời tuyển hàng độc không, 33.000 coi như là tam cung lục viện của ngài đó, nó rộng nó to còn hơn là cái cung Nga Phòng của Tần Thủy Quang, chứ toàn là gia nhân tú lệ mà người bỏ hết ngài đi, bỏ hết đời ngài 13 năm, 13 năm ở đời, từ năm 16 đến năm 29 tuổi. Ngài chỉ biết là một người, đó là bà Gia Du thôi. Tất cả ngài con như con cháu em út trong nhà, ngài không có dục lạc như bao nhiêu người khác. Đấy. Và khi ngài đi tu rồi, để xuất gia, chỉ có bình bát và chân trần, trên không dù không nữa. Suốt mấy chục năm trời như vậy, ngài đâu cần ai hầu ngài, không cần. 80 tuổi rạng sáng mai là chết, nó chỉ chết cho nó gần cái thay là tập tập cho nó chết, chết chết rạng sáng mai chết, mà giờ này còn đi bộ, còn đi bộ đi. Mà đi bộ đâu phải là đi kiểu như mình là cái là tiền hô hậu ủng cờ quạt nghi trượng đâu, còn đi y chang như là bao nhiêu du sĩ vô danh đi trên đường mà khát nước là không có được miếng nước nóng nữa mà uống, uống nước sông nước suối, và con biết chuyện đó mà không? Nước sông nước suối mà biết mình đang bị kiết lệ quất nó vô là chỉ có chết thôi. Bị bệnh đường ruột mà kiết lệ mà uống ăn là phải cái nước gừng nước ấm không, rồi đang dầu gió rồi để không có mấy cái tối thì không có uống nước sông nước suối dưỡng tài, dưỡng tài ngày đâu có cần nhỉ, không cần cái hầu nhỉ. Nhưng mà còn trong những giây phút cuối cùng nằm ở trên cái tảng đá, chứ không phải cái giường mà là tảng đá giữa hai cái cây xà lá trong trong cái vườn ngự quỷ của Bát La, nghe nói với anh này, anh em có thấy chung quanh như là bây giờ rất là nhiều hoa lạ đang rơi xuống như mưa không? Nghe anh em nói dạ thấy, đó là chư thiên đang cúng dường như là, anh em có biết không? Không có cách cúng dường nào mà trịnh trọng trang nghiêm và ý nghĩa cho bằng hành trì lời dạy của Như Lai. Nói như vậy có nghĩa là trong cái cách phục vụ, trong cái cách phục vụ cách hay nhất không phải là mình hầu hạ Đức Phật bằng tay bằng chân đáp ứng những nhu cầu sinh hoạt của ngài, không phải, mà là hành trì lời dạy của ngài. Nhớ cái phục vụ đó là gì? Phục vụ hiện thân,
Và có điểm đặc biệt thế này, hiền thánh là đáng cúng dường, đáng phục vụ. Nhưng mà tại sao họ đáng cúng dường, đáng phục vụ? Cái ghi cái câu này nghe nó kỳ. Hiền thánh đáng để mình cúng dường, đáng để mình phục vụ, đáng để mình lễ bái. Là vì sao? Là vì họ không có thích cúng dường, họ không có thích phục vụ, và họ không có thích được lễ bái. Chính vì họ không thích cho nên họ mới là cái đối tượng xứng đáng để mình làm cái chuyện đó. Bởi vì trong kinh ghi rất rõ, cúng dường cho cái bậc mà không thích gì, công đức chẳng thể nghĩ bàn, bất khả tư nghị. Đấy. Mà tại sao công đức bất khả tư nghị? Là bởi vì họ không có thích cái mình đem lại cho họ. Không phải họ chê, nhưng mà tại vì họ không còn cái điều kiện tâm lý họ thích nữa. Không biết có hiểu câu này, có câu để mới ghê nè. Các bậc hiền thánh đáng cúng dường, đáng lễ bái, đáng phục vụ là lý do, chỉ một lý do duy nhất thôi. Bởi vì họ không có thích cái gì đó nữa. Mà khi họ không thích đó nữa thì nó trớ trêu, nó quái quăng thai, họ là trở thành ra một đối tượng đáng để nhận những cái đó. Nhưng bữa nay cũng giống như bà ổng, tôi nói câu cái này, trên đời này chỉ có một thứ duy nhất đáng để mình khoe thôi, không có cái gì đáng để mình khoe. Chỉ có một cái chuyện duy nhất đáng để mình khoe, đó là cái tâm trạng không thích khoe. Cái tâm trạng mà không có thích khoe đó, đó là cái mà đáng để đem khoe nhất, đáng để tán dương nhất. Nghe nó rất là kỳ. Đúng không? Trong tôi nói lại lần nữa, bao nhiêu đạo nghiệp của mình nó có một thứ mà đáng để đem khoe nhất, đó là cái tâm không thích khoe, không muốn người khác biết nhiều về mình. Tỳ kheo hành pháp, hành đạo có nhiều hạng. Hạng một, đam mê danh lợi, thích được cúng dường, thích được người ta biết tới. Hạng hai, chuyên tâm tu hành, trong sạch thanh tịnh, đạo nghiệp trung trung, nhưng lại mong người ta biết rằng mình không màng danh lợi, mong người ta biết mình thanh tịnh trong sạch. Đó là hạng hai. Hạng một là đắm chìm trong danh lợi, trong lời khen. Đó là hạng một. Hạng hai là muốn cho người ta biết rằng mình chỉ quan tâm đến cái chuyện tu hành thôi. Tôi không có giữ tiền, tôi muốn người ta biết tôi không có giữ tiền. Tôi là chiều nào tôi cũng phải sám hối một vị tỳ kheo khác, chứ đừng có không có cần nữa. Mỗi nửa tháng tôi trong sạch lắm, tôi không có giữ thức ăn qua đêm, không giữ y dư, không giữ tiền bạc, không tiếp xúc phụ nữ, không alo, không facebook. Tôi hay lắm, tôi giỏi lắm, nhưng tôi cũng muốn người khác biết tôi như vậy. Biết là tôi khác mấy vị khác, biết là tôi không giống mấy cha khác. Như vậy chúng ta lọt vào hạng thứ hai. Và cái hạng thứ ba mới ghê. Không thích danh, không thích lợi, đúng, đương nhiên. Và họ cũng né luôn cái hạng thứ hai. Có nghĩa là họ cũng không muốn người khác biết họ như vậy. Nghe, phải đến cái mức độ đó. Và đến cái mức đó thì họ mới xứng đáng được như là nhân viên lễ bái cúng dường. Còn mình nghĩ coi thời thì mình lọt cái ba hạng đó, mình lọt hạng nào đấy, cho cái phục vụ để nó có nghĩa là như vậy. Mình nghĩ là mình ra sức để làm cái gì đó cho một cái bậc hiền thánh, một cái cách mà mình thấm thỏa đâu cần mình đi đâu, họ chỉ cần mình có nhiều thôi. Họ giờ chỉ vui khi họ thấy mình hành trì. Mà biểu diễn tu hành bậc thánh không có mập béo gì hết, thánh nhân không có mập béo gì hết, không có mập béo gì hết nha. Mặt đẹp. Ví dụ tu kệ cha mà cái mắt hiền thánh, nhưng mà họ nhìn mình tu họ vui. Họ thấy mình tu họ vui. Mình đem lại cho họ một núi lễ và họ không vui bằng họ thấy mình trong sạch, họ thấy mình tinh thánh, họ thấy mình thành tựu cái đạo nghiệp tâm linh tinh thần. Tất cả hiền thánh đều có cái tâm lạ lùng này, là cái tâm luôn luôn vui khi thấy người khác hành trì, khi thấy thành tựu đạo nghiệp, khi thấy người khác trong sạch thanh tịnh, khi thấy người khác tiến bộ thăng hoa, tích cực năng động trong cái đạo nghiệp. Hiền thánh đạo nghiệp của thế cũng sung sướng, lại sung sướng. Rồi cuối cùng là tùy niệm vô thường. Trong đời của chúng ta có biết bao nhiêu điều chúng ta nhớ. Người ái quốc thì nhớ nước thương nội, kẻ đang yêu đương thì nhớ trai nhớ gái, người thương cha thương mẹ thì nhớ phụ mẫu mẫu sông đường, kẻ mà nhớ quê thì đời đời cái suốt cuộc đời nhớ về cố quốc, đâu cũng có điểm nhớ. Nhưng mà cái đối với người mà tu tập cầu giải thoát thì cái mà canh cánh đau đáu trong lòng của họ chính là thánh hiền và con đường mà thánh hiền đã đi. Cả đời gặp cái gì, nghe cái gì,
thì trong hoàn cảnh nào họ cái mà họ nhớ tới, họ canh cánh, họ đau đau cũng chỉ là thánh hiền và con đường thánh hiền đã đi. Đó gọi là tùy niệm vô thường, tùy niệm vô thường. Đấy. Tùy niệm vô thường là gì? Trong hoàn cảnh nào, ví dụ trời nắng chang chang vậy, thay vì mình than trời trời đất thì mình hãy nhớ thế này. Ngày xưa nếu mà Đức Phật và chư Thánh Tăng của ai cũng sợ nắng như vậy thì làm gì có Phật, Phật Pháp. Ai đã hành Ba La Mật, ai đã khổ tu trong rừng Uruvela, ai trần truồng giữa đêm tối mùa đông miền Bắc ấm, ai mà trần trụi giữa trưa hè rực lửa của Ấn Độ thời đó, ai Bồ Tát Tịnh Đại bao nhiêu thế hệ tăng già đói ăn không đủ no mà lạnh mà không đủ ấm, quật pháp khắp nơi phố xá núi rừng làng xóm, ở đâu mà có quyền trang nghĩa tịnh pháp hiện cu với la thập an thế cao, ở đâu mà có những thế hệ truyền thừa bạch mạng tông môn truyền năng tục diệt chánh pháp suốt 26 thế kỷ. Cứ ngồi nhớ cái nắng chang chang, ngồi trong nắng mà nhớ những thế hệ đã đổ mồ hôi, đã đổ máu để hôm nay chúng ta có Phật pháp chúng ta học. Ngài Minh Châu cái đã sống như thế nào trong một căn phòng mà y chang như lò hấp bánh mì tại Ấn Độ. Ấn Độ thời xưa là vì có máy lạnh. Bây giờ qua Ấn Độ mà trả dưới 150 đô la mỗi tháng thì tăng ni sinh cũng không có được máy lạnh. Cái ký túc xá rẻ nhất mà có máy lạnh phải là trên 150 đô la. Cái thời người Minh Châu làm gì có máy lạnh? Mâm mươi mấy năm về trước, 60 năm về trước. Thời đó là cả cái tầm nguyên thủ quốc gia hoặc đại gia muốn thương người mang ra mới biết máy lạnh nó hình tròn vuông tròn dài ngắn, chứ còn ngoài mấy cái hạng mà chính khách là nguyên thủ đại gia muốn thương thì cái phần còn lại trong nhân loại có ai biết cái máy lạnh nó vuông tròn dài ngắn ra sao? Và đặc biệt ở Ấn Độ tới bây giờ mà nó còn nghèo tan xác như vậy, hỏi chứ 60 năm về trước nó còn nghèo cỡ nào, ăn uống ăn làm sao. Ngài bắt truyền chế độ ăn uống rất là khắc khổ, hạn chế nóng bức như vậy. Tùy niệm vô thượng, đây tôi chỉ nói một người phàm thôi mà tùy niệm vô thượng đây cái là tùy niệm cái thánh hiền, nhớ về thánh hiền, nhớ về chư Phật chư thánh lịch đại tổ sư bao nhiêu thế hệ tiền nhân đã nằm xuống, đã đổ máu lệ mồ hôi giọt mắt cho cái đạo nghiệp mà hôm nay chúng ta kể thừa. Nhớ chừng đó, nhớ chừng đó thôi nè, chỉ nhớ họ thôi là mình tự nhiên mình thay đổi rồi, thường xuyên nhớ sẽ thay đổi. Trong cái đói, trong cái lạnh, trong cơn đau nhớ tới tiền nhé, đau quá bị bệnh đau quá thay vì sợ chết thì hãy nghĩ rằng Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni nói riêng và tất cả Bồ Tát trong cái vô lượng thế giới ba đời mười phương đều phải trải qua vô số lần đau đớn thế này, bởi vì họ sanh tử mà họ quân tập hạnh lành mà trong nhiều kiếp thì họ phải biết bao nhiêu lần họ bị đau như thế này, học lắm máu lệ mà. Bao nhiêu lần họ bị đau đớn sợ hãi như thế này, vậy mà họ không bỏ cuộc để cuối cùng mới trở thành Phật tổ thành thánh hiền để mà banh cái con mắt của cuộc đời là cho nó nhìn thấy cái lẽ thật của vũ trụ, không có dễ được nha. Ghi nhớ chuyện đó được gọi là tùy niệm vô thượng. Rồi xong bây giờ qua tới cái kinh trong 22, tại sao tôi tập trung tôi giảng kinh này hơi nhiều. Thứ nhất tôi nhớ thì tôi nói cái đó, thứ hai là bởi vì cái loạt kinh đó nó giải thích luôn cho bài kinh tiếp theo là kinh này giảng rồi. Bài kinh tiếp theo là bài kinh là để thắng tri tham, tức là để bỏ bớt cái lòng đam mê trong nông dục vật chất. Thì là cái vị tỳ kheo nói riêng và hành giả cầu giải thoát nói chung phải tu tập 6 cái pháp tùy niệm. Tôi biết trong mình nhiều người rất là ngạc nhiên, ủa từ sao đây không có nhắc đến tứ niệm xứ, nó như thế này. Tùy cái căn duyên của người ngồi trước mặt mà đôi lúc cái tôn này phải bắt đầu như thế này. Thí dụ như con cháu về thăm ông bà, ông cụ liếc mắt qua một cái, ông cụ nói với một nhóm
Ông cụ nói thế này: cứ bay nhớ giữ sức khỏe, bớt ăn nhậu, bớt đua xe lại, bớt thức đêm bài bạc, không bớt trác táng, bớt thức đêm, bớt đua xe, bớt nghiện ngập. Là cái dòng tập này trong gậy tụi bay nhiều lắm, ngộ không? Ông ngộ, nhìn đám cháu còn điểm nói đi cộng chứ. Tụi bay bớt đua xe, bớt nghiện ngập, bớt chích thuốc, bớt đàn đúm, ha. Thì gia tộc này nhờ cậy tụi bay nhiều lắm. Nói cái đám thứ hai lát sau vô ông nữa khác, ông nói tụi cháu mà học hành mà ngon lành ha, thì tộc họ tông môn của mình mở mà nở mày nở mặt. Ông tập trung nói là chuyện học. Rồi cái đám khác nó vô thì ông lại nói khác: ông nói tụi con phải siêng làm ăn, phi thương bất phú, không có bán buôn khách nào giàu được. Cái thằng nông dân nhưng mà không có biết buôn bán, đời đời chỉ biết là bán lưng cho trời, ấp mặt xuống đồng mà sống. Cái thằng lao công, cái thằng quân giáp này cả đời chỉ bị người ta giày xéo chà đạp coi rẻ, sống như đáy sâu của xã hội, chỉ có đứa ráng học hành hoặc là cái đứa phải buôn bán giỏi mới có thể trụ được trong cuộc đời này. Đấy. Thì như vậy mình thấy rõ ràng là đám con cháu tới đứa nào cũng thương cái chẳng, nhưng con đứa ông tập trung nó là cái xấu, ông kêu phải tránh cái này tránh cái kia, còn đứa ông khích lệ nên anh giỏi lập tung tập trung buôn bán, đứa anh tập trung học hành. Nhưng mà lát sau có ông thằng khác nó vô ông này nó khác nữa, ông nói con nhớ nha, ăn uống là cho đàng hoàng, tập thể dục này nọ, con không có tệ đâu, con không có ngán, không có thua cái thằng nào nó có nhà nữa, mà con làm sao mà ăn uống đàng hoàng vậy, con nó ốm quá xanh quá, tập thể dục hơi nắng bơi lội thì nó hơn con là bao nhiêu đó là thấy là khỏe, con ok là cái gia tộc này cũng thơm lây. Thế tụi nghe kịp không? Có nghĩa là tùy cái đối tượng mà ông cái người ăn có cách ăn uống khác nhau, có cách gọi là dạy bảo khác nhau. Mình không thể nói rằng là cái nào hay cái nào không phải, mà tùy cái đối tượng nha. Rồi ở đây cũng vậy, có những đối tượng này vào ngày không có nói thẳng, ngày không nói thẳng mà ngành đánh cái vòng. Ở trong chú giải ghi rất rõ cái chỗ này: chúng sanh có bốn hạng trong đời, cái hạng gọi là thượng căn là nói trực, gặp mặt họ là nói trực tiếp đến cái cứu cánh giải thoát. Hạng thứ hai là bậc trung căn, là phải nói cho họ nghe là cái nguy hiểm của cái sanh tử luân hồi, cái tội khổ trầm luân, vừa gặp mặt họ là để nói cho họ nghe cái sanh tử trầm luân nó khổ cỡ nào, dầu nhân thiên sung sướng thì cũng cuối cùng quay về với sa đọa, không có cái gì bằng cái sự chấm dứt sanh tử, đó là bậc trung căn. Còn cái bậc hạ căn nè thì phải có ngọt bùi có đắng cay, tức là phải nói cho họ biết đây nè, con phải tu tập cái này nè, công đức vô lượng, con mà làm vậy nè ha, đó là con sẽ được xâm thiên, con giàu có nhan sắc, có sức khỏe, có tình cảm, bla 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 bla, còn con làm này nè thì con sẽ bị vậy bị vậy, thiếu sức khỏe, thiếu tiền bạc, thiếu nhan sắc, thiếu uy tín, thiếu trí tuệ, được chưa? Rồi qua tới cái thứ ba: nhưng mà giàu có khổ cách mấy, sướng cách mấy, cuối cùng không gì qua được cứu cánh giải thoát. Đó, như vậy là chúng sanh trong đời nó có nhiều hạng. Cái hạng thứ nhất là chắc phải cho bà con biết chứ, mà bà con cái đó ai nói khổ nó cái rung này nè, cái món này. Đó, những cái điều mà tôi vừa nói trong bộ Nhất Vipassana nói như vậy nha, tức là tùy vào cái căn cơ của chúng sinh. Đấy, mà có người đó nói trực tiếp cái chuyện cần làm, còn có những người kém hơn một chút là phải nói chuyện cần bỏ và chuyện cần làm. Rồi cái nhóm thứ ba là phải cho họ biết cái chuyện cần bỏ, cần làm và cần có. Ví dụ như bây giờ là phải ba cho biết cái tài sản này con cần có, cái tật xấu này con cần bớt, và đây là chỗ con cần đến. À, tài sản này tức là công đức, ba hạng chúng sanh nha. Rồi còn cái hạng thứ tư là phải gom hết. Hạng thứ tư chính là chúng ta tức là sử dụng vô lượng phương tiện. Như có một lần đó nghe nói là nghề dạy điện tử giống như người ta dạy ngựa vậy đó. Có những con ngựa nó phải đánh lắm dạy nó mới nghe, có những con vuốt ve nữa, có những con vừa đánh vừa vuốt ve đó. Còn cái con nào mà gì mày đánh với vuốt ve rồi kết hợp mà nó không xong rồi chứ đem đi làm thịt thôi, giết nữa. Thì ở đây cái chuyện mà nghe nói ngày đánh đánh để ngày dạy là sao,
là ngài nói cho những điều mình thấy sợ, ngài thấy song tử, song tử là vậy đó, xoa dịu mơn trớn vuốt ve họ là sao, là nói cho nghe toàn chuyện vui không, con nên làm cái này nè thì con sẽ được vậy 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 này. Nhưng con nhớ dầu con được cái gì thì cái đó cũng vô ngã vô thường, thì đó là dạy một cách là mơn trớn như vậy. Còn cách thứ ba là dạy kiểu kết hợp, tức là vừa răn đe mà vừa khích lệ đấy. Nhưng mà riêng cách thứ tư, người nào nói cũng nghe, nói cỡ nào cũng nghe, đành phải giết chết, giết một cách là không dòm mặt, không nói tới, không ngó đến nữa, thì đó gọi là giết nha. Trong Phật pháp cái chuyện giết nghĩa là gì đó, giết nghĩa là cái người đó họ thấy mình đã bất trị rồi thì không có sửa dạy được nữa thì phải giết cho họ chết. Giết đây có nghĩa là không nhìn tới mặt nữa, tự nguyện nha. Rồi thì tôi phải đánh một cái dòng như vậy để tôi mới giảng sơ sơ các pháp tùy niệm. Tùy niệm Phật là sao, qua giảng rồi thì tôi giảng sơ sơ thôi, mệt quá. Tùy niệm Phật có nghĩa là suy nghĩ đến cái đức lành của Phật, cái tấm lòng của ngài, cái công khó của ngài từ trước khi thành Phật, trước khi thành Phật cho tới khi mà ngài thành rồi, ngài đắc cái gì và ngài đã tiếp tục sống cuộc đời của một Đức Phật như thế nào đối với chúng sinh. Có nghĩa là máu lệ ngài đổ ra trước khi thành Phật, và khi thành rồi ngài đã khổ cực như thế nào cho chúng sinh. Đấy, thì đó gọi là niệm Phật, tùy niệm Phật. Còn về niệm Pháp á, là tâm niệm rằng tất cả chư Phật ba đời mười phương đều phải theo Pháp mà sống, theo Pháp mà hành động, nhờ vậy mới trở thành Phật. Có một điều là nếu không có chư Phật thuyết giảng cho đời nghe thì những người hạ căn không thể nào hiểu được cái đặc điểm giáo pháp là vậy. Thứ nhất là khi chúng ta có cái lòng cầu giải thoát thì tự nhiên chúng ta sẽ đi đúng với chánh pháp, nhưng mà đó là sự tự nhiên nha. Khi có lòng cầu giải thoát thì tự nhiên ta đi đúng, nhưng mà đó là chuyện của ta, chứ còn cuộc đời nó nhìn vô nó không có biết. Ví dụ như có nhiều kiếp ngày cam nhận, ngày trí tuệ, ngày thiền định, ngày giữ giới, ngày tự tâm, ngày thiền định, bla 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 bla, cuộc đời nó nhìn vô nó không biết, nó biết cái đó là cái con đường thấy hay quá, nhưng mà nó không biết là con đó là con đường cần phải đi. Mãi đến khi ngài thành Phật rồi đó, ngài mới đem cái con đường mà ngài đã đi đó, ngài đem ngài dạy đó cho mấy cái đám tào lao biết. Đấy, cho nên cái mình niệm Phật là mình niệm cái công khó của ngài trước khi thành Phật và những thành tựu của ngài khi mà ngài đã trở thành một vị Phật. Đó. Niệm Pháp là niệm rằng Pháp chính là cái gốc của tất cả thánh hiền ở đời. Đó. Tất cả chư Phật đều phải nương theo Pháp mà thành Phật, và khi thành Phật rồi thì Phật chư Phật lại đem cái pháp nó dạy cho chúng sinh, cho nên quy Phật cũng có nghĩa là chúng ta quy y tôn kính chánh pháp. Cái thứ ba, tăng chung, Phật chỉ được gọi là Phật khi mà ngài có đệ tử, chứ không là ngài là độc giác mất tiêu rồi, không? Nếu không có đệ tử, không có người nghe ngài giảng thì ngài tự ngộ, mà không đệ tử thì nó độc giác. Mà tại sao ngài không muốn thành độc giác mà ngài muốn thành Phật tổ toàn giác, là bởi vì ngài muốn kéo theo vô số những người có cái duyên làm giác ngộ, đủ cái phước để chấm dứt sanh tử nhưng không đủ khả năng đi một mình. Nó có nhiều người như vậy trong cuộc đời. Có người bị lạc trong rừng mà tay chân què hoặc đầu óc thì bị tâm thần mắt mù tai điếc, đã lạc trong rừng mà còn bị cục chân, mà bị tâm thần mà bị mù nữa thì thôi. Nhưng có một số người bị lạc trong rừng, mắt tai ngon lành, tướng chi ngũ quan ok, có một điều không biết đường đi đó, không biết đường đi, thì chư Phật ra đời là giúp, và giúp mấy người đó, giúp mấy người mà bị lạc trong rừng, muốn ra khỏi rừng và có điều kiện để ra khỏi rừng, chỉ cần có ngưỡng dẫn, cần có bản đồ, nghe kịp không? Chỉ cần chư Phật không thể độ, không ngày các ngày không thể là người dẫn đường mà cõng luôn mấy cái đứa què đuôi khùng ra thì cõng không nổi. Nhớ cái đó, nhớ cái đó nha. Không thể nào một cái ông dẫn đường mà vừa cõng thằng què, cõng thằng mù, cõng thằng khùng mà đi trong rừng ra chỉ thức được. Cái ông dẫn đường, ông chỉ có khả năng ông chỉ ra con đường, và ông dắt những người nào tay chân tứ chi đầu óc ngon lành mà lại có cái lòng muốn đi, chứ còn nó muốn đi cho nó chết luôn nha. Cho nên nó là Phật trí thì vô biên, mà Phật tâm thì vô lượng, Phật lực thì vô cùng, nhưng không thể độ được cái kẻ vô duyên thiếu gì.
chịu thua. Phật trí vô biên, Phật tâm vô cùng, Phật lực thì vô lượng, đúng. Nhưng mà không độ được cái vô duyên, tức là ba cái vô cộng lại nó không trị được cái vô cuối cùng, đó là vô duyên. Đấy. Cho nên này, tùy niệm tăng là niệm sao? Tùy niệm tăng là niệm rằng đây là những người cầu giải thoát và đã gọi là quân tu tích lũy đầy đủ các cái điều kiện tâm linh. Họ trở thành đó là những cái trứng mà chờ cho gà mẹ mổ giùm một cái thì họ sẽ chui ra khỏi cái lớp vỏ vô minh này. Cái ví dụ này trong kinh nói chứ không phải là tôi nói, các bạn nghe kỹ nha, kinh nói. Các vị tinh văn là những cái con gà nằm trong trứng, thì trứng đã phát triển đúng mức, chứ còn cái trứng non quá thì cũng phải chờ thêm. Còn những cái vị mà đủ duyên đó, thì khi mà gặp phần ra đời thì họ giống như những cái trứng mà chỉ cần mổ nhẹ một phát thì gà con nó giải quyết cái phần còn lại, các bạn nghe kịp không? Đấy, niệm tăng là niệm như vậy, tức là họ là những người cầu đạo giải thoát nhưng mà không có tự mình đi được, phải nhờ một sự hỗ trợ về lý thuyết, chứ còn hành trì là họ phải tự đi bằng đôi chân của họ, vì các đấng Như Lai chỉ là người dẫn đường nha, cho các con đường hướng tinh tiến vị tiến tọa độ để có con đi nha. Còn cái chuyện còn lại các con có tự mình thắp đuốc lên và tự mình đi bằng cái đôi chân của mình. Tùy niệm tăng là niệm như vậy đó, mới là tùy niệm tăng. Chứ còn ăn rồi mà cứ niệm ra Việt Nam mình tùy niệm tăng mà có lửa tăng cho nó thánh tăng nó dày đặc, cái này mà cứ niệm có một vị thôi à. Các vị cho tôi biết Việt Nam mình mê vị thánh tăng nào nhất, các vị cho biết được không? Á lù người Việt Nam, người Thái mê thánh tăng nào nhất? Khủng khiếp không? Một rừng người mà hỏi không trả lời được điểm rồi đó. Chỉ có si và lý thôi, chỉ có si và lý thôi. Các vị nghĩ của cái động trời, các niệm tăng là mình niệm đức lành của tất cả tăng chúng ba đời mười phương, trong vô lượng vũ trụ, trong mọi không gian và thời gian, bất kể là tăng có tóc hoặc là tăng không tóc. Miễn là thánh hiền là niệm sạch, niệm ráo, đằng này. Mình cứ niệm nghe ông mà phúc lộc thọ không à, khổ quá đi, tôi bài cho ba trong đạo mình có ba ông phúc lộc thọ, không Phật giáo năm lộc mình ông phúc lộc thọ, lộc là ngày si với lý, không mà thọ đó là ai ta, thọ là ngày bắc của lá, còn phúc là ngày nay là phúc, ngày nay là phúc. Tại sao nay là phúc? Bởi vì ngày nay ngày đẹp á, trong kinh nói cái vị mà giống Phật á gồm có ba, đó là ngày Ra Hú Lá, ngày Năng Đà em cùng cha các mẹ. Nhưng mà cuộc đời có mấy vị này không có bì được cuộc đời ngày nay. Ngày nay ngày dĩ nhiên ngày không có đẹp bằng cái vị kia, nhưng mà ngày rất đẹp, và đã vì cuộc đời ngày gắn liền với Đức Phật và phước lộc của ngày vô biên. Và cuối cùng khi mà Phật sắp tịch, Phật xác nhận A Nan không phải là chuyển lưng vương, nhưng A Nan có tất cả những cái dáng nét đặc biệt của chuyển lưng vương. Cho nên nếu nói về phúc là ngày A Nan, lộc là ngày Si Va Lý, mà thọ là ngày Phật là nha. Mà nếu mình chỉ biết niệm ba vị này đủ chưa? Không, thánh hiền là mình phải niệm tất cả những ai đã hành trì tam học tới nơi tới chốn và thành tựu được cái thánh trí, thì đó được gọi là tăng. Không, hành trì trọn vẹn rốt ráo triệt để tam học với định tuệ và cũng hoàn tất cái đạo nghiệp sơ nhị tam tứ quả thánh nhân, thì cái hạng đó được gọi là tăng. Mà nếu nói như vậy thì ba cái vị phúc lộc thọ này chỉ là ba hột cát trong một biển cát thôi nha, nhớ nha, một biển cát thánh nhân đó, chứ đừng có tưởng biển cát nó có mình là không có, mình cũng có cửa như đó đâu. Mà tại sao gọi là biển cát? Bởi vì trong kinh đó, mỗi một vị Phật ra đời như vậy độ cho vô lượng chúng sinh đông lắm. Thì ba vị này dầu khả kính có công hạnh cỡ nào nữa thì cũng chỉ là ba trong vô số nha, vô số thánh nhân. Niệm tăng là niệm như vậy, chỉ còn niệm mà tập trung có ba vị phúc lộc thọ đó thì khổ lắm, khổ lắm. Tại cứ nhớ cái này, tại sao mà Phật giáo của Nam Tông không có chủ trương niệm phúc lộc thọ? Bởi vì có nhiều cái kiếp mình sanh ra do cái tiền nghiệp mình là người vô phúc, vậy hóa ra cái niệm vị phúc
ông phúc không có giúp được gì mình thì không, không nhằm lúc kiếp vô phúc lộc, có nhiều kiếp sinh ra do nghiệp quản xẻ mình là người có lộc, thì vậy cái ông lộc cũng giúp mình cũng được. Ông thọ nhằm cái kiếp sinh ra có trả cái nghiệp yểu yểu tử yểu mệnh thì cái ông thọ cũng không giúp mình được. Giả định chỉ có ba ông đó, cho nên ba ông này có cho vui thôi, trong cái văn hóa của tàu thôi. Trong khi mình niệm thánh hiền mình không có niệm ba cái đó, mà cái niệm tất cả hạnh lành của thánh hiền để đời đời sinh ra trong hoàn cảnh nào mình cũng biết thờ lại tất cả hạnh lành, biết thờ lại tất cả hạnh lành. Còn cái người mà chỉ tập trung vào phúc lộc thọ là chỉ nghe nó tập trung ba cái là biết tứ tào lao nha. Cái người mà cầu giải thoát họ không có mê ba cái này, mặc dù người có đủ ba cái phúc lộc thọ thì sanh tử luân hồi sướng hơn cái tên khác trong, mà gặp Phật rồi, xuất gia đắc thánh rồi thì cái ông nào có đủ ba cái phúc lộc thọ đó thì cái vị đó cũng thoải mái đúng. Nhưng mà phúc lộc thọ nó chỉ là phân bò, chỉ là phân bò của ba la mật thôi. Cái vị hiểu tôi nói không? Người ta nuôi bò để người ta lấy da lấy thịt, lấy gì nữa ta, lấy sữa, chứ không ai nuôi bò để lấy phân. Nhưng đã nuôi bò thì dĩ nhiên mình có được cái bonus, có cái phần dư, đó là cái phân bò. Cũng vậy, tất cả hạnh lành là đều tập trung cho cái chuyện trao dồi ba la mật. Tất cả ba la mật là bố thí trì giới chỉ để tập trung cho 37 bồ đề phật. Ba la mật càng nhiều thì 37 càng nhiều càng ngon. Bắt kính càng mau càng gọn. Cái còn cái chuyện mà gọi là tu tập ba la mật bố thí trì giới mà cầu được phục, cầu được lộc, cầu được thọ thì giống y chang như là nuôi bò mà quên cái vấn đề lấy da lấy sữa lấy thịt, mà lại chỉ nhớ lấy cái phân thôi. Tôi biết trong râm này nhiều người là không có hiểu cái này đó, không có hiểu cái này, không có hiểu cái là cái này, cho nên là nhớ dùm cái này, đó là người tu là không có cầu cái đó. Rồi tiếp theo niệm phát niệm thí, cái này hơi cái này tôi nhớ giảng rồi, chắc chắn giảng rồi, nhưng cái này không giảng mà không quên. Niệm thí là niệm sao? Niệm thí có nghĩa là giàu giàu nghèo không quan trọng, nhớ nha, giàu nghèo không quan trọng vẫn niệm thí được. Niệm thí là niệm thế nào? Niệm thí là niệm rằng tôi sẵn sàng tùy sức, tôi sẵn sàng tùy sức mà chia sẻ những thứ tôi có cho người khác, tôi không giữ lại mọi thứ cho riêng tôi, cho người thân của tôi, cho người tôi thương, cho kẻ tôi thích, mà tôi sẵn sàng trao ra tất cả những thứ tôi có tùy sức, nhận thêm những tùy sức, tôi sẵn sàng tùy sức mà trao ra mọi thứ cho mọi người. Phải có chữ mọi, phải có cái chữ mọi nha, còn mày mất chữ mọi đi là chưa đủ, phải có chữ mọi. Tôi sẽ tùy sức, ví dụ như tôi bán vé số thì là vé số thì bán ở Việt Nam mà cộng cộng thì bán thì tôi không có rõ là bán sao, nhưng mà đại khá là buổi chiều cái khả năng mình làm phước chắc nhiều lắm, là chắc chỉ 50.000 thôi, đúng không? Thì mình mỗi ngày mình dám sẵn sàng lấy 50.000 đó để mình mua bánh mì, mình mua cái gì đó cho người khác. Đấy. Phải như vậy. Có nghĩa là dù giàu dù nghèo mình phải luôn luôn tâm niệm thế này: tôi sẵn sàng tùy sức mà trao ra mọi thứ tôi có cho mọi người. Mà niệm như vậy đó, niệm cái lòng cũng phải như vậy luôn nha, thì đó gọi là niệm thí. Cái này rất là hay. Các vị đừng có tưởng ô thằng cha nó nghèo lấy gì thí. Sai, sai, sai bét. Một cái người có cái lòng rộng rãi thì họ luôn luôn có điều kiện để họ chia sẻ, thì họ luôn có cái để chia sẻ với người khác. Tôi nói lại lần nữa, nghèo như quỷ mà miễn có lòng thì luôn luôn có cái để trao ra. Còn giàu bằng trời mà không có lòng, không có cái gì mà nó tơ hào làm nó lọt ra ngoài được hết. Nhưng mà nếu anh có lòng, tôi hứa bảo đảm 1000%, nếu anh có lòng thì anh luôn luôn có nhiều cái để trao ra, tối thiểu cũng là công sức thời gian,
đó là tối thiểu. Nhưng mà tôi không tin là trên đời này có người nghèo đến mức mà không có khả năng trao ra một tí ti vật chất. Tôi không tin chứ, vậy mà bằng chứng là anh ta sống bằng cái gì? Anh chỉ dính cái phần nhu cầu thiết yếu của anh là có cái để anh cho rồi, mà cái cho đó mới kinh khủng là bởi vì họ cho cái đó, cái là cái máu xương. Như một cái anh phóng viên người Mỹ đây, mà anh qua bên Nepal, Nepal, anh chụp hình với viên viết phóng sự, anh gặp một cái bà lão người Tây Tạng nhưng bị nạn từ từ bên Tây Tạng trôi qua. Anh thấy anh đi sáng dậy đi lăn xăng sao thấy bà cứ đi ngã bán lý người xin tiền ta lần chủ đêm diêm diêm ba ra giờ là mời đi bật mỹ hợp, mời đi bật mỹ hợp mà đọc kinh để mà đi thôi, để anh đi nghe người thích thì cho. Rồi thấy chỉ nó bình thường, bên trong nó ăn xin đầy hết rồi, nhưng mà lát sau thì có người cho bà một bánh mì mà ông phóng viên biết bà cũng đang nấu từ sáng thì đâu thấy bà ăn gì đâu, thì bà cầm đưa một bánh mì mới mừng luôn. Bà mới vừa cầm một bánh mì thì có một con chó ốm tông teo nó chạy tới thì bà bị bẻ một nửa bánh liền cho con chó một cách rất là tự nhiên, mà bà đói lắm nhìn bà 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 mà bà vô nhập bà đam mê đó, bà nhìn đắm đuối cái ổ bánh mì mà khi mà đưa rồi bà mới vừa cầm mà chưa kịp phập tiếng nào là chó nó nhào tới bà bẻ một nửa bên trong. Thì bác viên định ngạc nhiên nó hỏi bà nó tôi nhớ tôi hiểu là cụ đang rất là đói không, mà sao tôi thấy cụ làm cái chuyện đó nó dễ ẹt là sao vậy, tự nhiên á mình phải ăn xong rồi mình nó đã bụng nó no rồi nhưng cứ cho nó chứ tự nhiên thì chưa gì hết không biết gì hết tự bẻ lại liền, thấy cụ làm nó đơn giản quá muốn biết cụ đã nghĩ cái gì vậy, mà cái kiểu của cụ thì tôi nghĩ chắc cụ đã làm này chắc cũng nhiều lắm rồi, nhiều lần lắm rồi nha, chứ mà mới bữa nay mà nó không thành thục như vậy đâu, nó không có tự nhiên như vậy đâu, nó có vô điều kiện như vậy đâu, nó làm như phản xạ phản ứng vậy đó. Thì bà mớm mới mà trả lời không có một cái gì cầu kỳ ngôn từ văn chương nó cũng đói vậy, bà trả lời rất là đơn giản nó cũng đói vậy, xong bà không có chữ nghĩa mà có thể là bà biết chữ được là khác à, mà bánh trả lời nghe nó rất là đơn giản không có lý lẽ gì hết à, thấy cụ làm như là một cái phản ứng như là một cái phản xạ như vậy à, có lẽ là cụ đã làm rất là thường, bây giờ cũng biết là cụ nghĩ cái gì mà cụ làm cái chuyện đó, thì bà nói là nó cũng đói vậy à, chỉ nghĩ như vậy thôi à, và cái người mà gọi là niệm thí là niệm như vậy, có nghĩa là luôn luôn trao ra và trong cái điều kiện mình có mọi thứ mình có và cho tất cả mọi người cái lòng, mà ở đây tôi không có ép quý vị phải gọi là bán nhà bán cửa là phước của phải, mà là tùy sức. Không, cái chữ tùy này là mỗi người hiểu khác nhau, có người họ cái chữ tùy của họ là họ chỉ bỏ ra được một phần ngàn các họ có người tùy ở đây nghĩa là 1%, có người là 1/10, có người là 1/8, 1/6, 1/5, đó tùy, ok tùy, thì hãy cái lòng chúng ta nó mở ra tới đâu thì thứ nhất ngay kiếp này chúng ta an lạc được bấy nhiêu, không ngay kiếp này chúng ta mở ra được bao nhiêu thì nó an lạc bấy nhiêu, kiếp sau kiếp này mà ta mở được bao nhiêu thì kiếp sau ta càng giàu bấy nhiêu. Có những người họ giàu mà tôi ghét luôn, tôi ghét luôn. Có gì thấy có nhiều người mà họ già gần chết mà họ vẫn cắm đầu đi kiếm tiền, mà đừng có chửi họ mê tiền tội nghiệp luôn, tội nghiệp họ lắm. Tại tôi có biết hai trường hợp mê tiền tới chết, một bẩm sinh trong máu nó có cái vitamin T, T là tiền, cái vitamin T nó chảy rần rần tôi cười, nó mê tiền tới chết luôn. Đấy, thì cái đó mình không có nói. Nhưng có cái loại thứ hai, cái cơ hội kiếm tiền của họ nó dễ quá, thì năm nay họ 82 tuổi họ đã kim bồn tẩy thủ rửa tay ra kiếm lâu rồi, họ không muốn nữa. Nhưng bây giờ với cái cặp mắt của họ, họ nhìn đâu họ cũng thấy cơ hội kiếm tiền, vốn liếng của họ có tới 1 tỷ rồi không, thì bây giờ họ nhìn thấy trời đất ơi, bây giờ chỉ cần mua cái miếng đất đó một cái là 3 năm đó, là nó lên gấp 10 lần. Thì hỏi họ ngu gì họ không lấy, họ muốn họ là họ chơi thôi, họ mua nhà đất giống như mình chơi cờ tướng vậy đó không, thì tự nhiên thấy cái chỗ đó cái con tướng con sĩ con báo cái con nó con báo nằm ngay cho nó mà không đọt nó uổng quá rồi cứ bóp lụm bỏ ra đó. Rồi tự nhiên thấy cái con mã nó nằm tên hơn nghe mà không lụm ra uổng quá lụm họ họ đối họ cái cơ hội làm ăn nó giống như ba cái con xe pháo mã ra bằng cờ tướng vậy, đơn giản
nó dễ ăn quá mà không đọc nó uổng, nó bị nghe kịp. Cho nên trong đời nó có hai hạng người mà thấy nó mê tiền. Một là vì trong máu nó có cái, tôi không biết bạn nó đã có cái chủng tử mê tiền rồi không? Nhưng mà hạng thứ hai là cái cơ hội họ dễ, như người cơ hội dễ, mà vì đâu mà có cái vụ này, là bởi vì kiếp trước cái lòng họ nó mở ra được bao nhiêu, thì bây giờ cái cơ hội mà giàu có đến với họ cũng dễ dàng như vậy. 82 tuổi mà cơ hội nó không chịu tha, mà tại sao nó không đi kiếm người khác mà nó cứ đè mình ra nó kiếm không rồi vậy đó. Đấy, rồi rồi tiếp theo đó là tùy niệm thiên. Tùy niệm thiên là sao? Tùy niệm thiên phải là ăn rồi đi réo mấy cái ông mà long thần hộ pháp tứ đại thiên dương đế thích na tra dương tiễn diêu trì dương mẫu thái thượng lão quân, mà không phải, mà coi như là mình niệm thiên là niệm thế này, niệm thế này nè: mỗi cảnh giới có một đời sống tâm linh tinh thần khác nhau. Nhớ nha, nhớ niệm thiên là niệm như vậy: mỗi cảnh giới có một đời sống tâm linh tinh thần khác nhau. Chúng sanh sa đọa thì nó phải có cái tâm thức tương ứng với cái cõi sa đọa, ích kỷ mới về với ngạ quỷ, nóng giận sân si mới về với ác tu la, u mê hắc ám mới về với lỗi bàn sanh xuất bản. Còn chư thiên là những người hào sảng vị tha, mát mẻ, không tư hữu, không vị kỷ. Họ là những người đã từng sống an lạc hạnh phúc với các hạnh lực mình. Về mặt tâm linh tinh thần, mình cũng có những cái thành tựu tâm linh ấy giống như chư thiên. Cái chuyện mà mai này mình về với họ không khó khăn. Niệm thiên không phải là mình niệm đến mình thấy mình hay, mình bảnh. Tôi biết tôi dạng là xong là nhiều cái bà trong đây là chắc về là chắc là mua xi măng đúc tòa sen, tưởng là mình ngon, không phải. Niệm thiên không phải là tự thấy mình hay, nhớ nha, không phải mà tự thấy mình hay. Mà niệm thiên bằng cái tâm trạng của một cái người mà thò tay vô túi đếm tiền có đủ mua ổ bánh mì hay không, thì đó gọi là niệm thiên. Không, chứ cái số tiền mà nó mua ổ bánh mì có ở đâu kiêu ngạo, nhưng mà nó chỉ tự nhiên đâu, mình muốn mua bánh mì thì mình thò tay túi đúc là để có đủ mua ổ bánh mì không. Thì cái tâm trạng của cái người niệm thiên nó giống như tâm trạng của người đang mình đếm tiền mua bánh mì, có nghĩa là tự mình sẽ thấy là ổ đó mình mua được. Mà tại sao niệm thiên nó quan trọng? Nó nhiều lý do lắm. Thứ nhất, anh muốn niệm thiên là anh phải có những cái hạnh lành rất là căn bản, gọi là thập thiện, tránh thập ác, anh mới niệm thiên được. Anh phải có giới nè, anh phải có bố thí nè, anh phải có thiền. Thiền đây là dễ dàng, là phải một ngày cũng phải vài tiếng đồng hồ niệm Phật, niệm hơi thở, niệm tâm từ, bla 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 bla. Đấy, phục vụ rồi nghe pháp, thính pháp, rồi tụi lâm điều chỉnh tri kiến, rồi bla 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 bla. Đấy, thì đại khái đó là anh phải sao anh mới niệm thiên. Anh trong túi anh mới có tiền, anh mới móc ra anh dò coi đủ mua bánh mì hay không, chứ anh trong túi anh chỉ toàn là ba cái hộp dưa không thì làm sao mà anh lấy gì ra anh đếm. Đằng này đó là anh phải có tiền trong túi anh mới móc ra anh đếm coi nó mua đủ mua bánh mì hay không. Cho nên niệm thiên là niệm thế này: mỗi cảnh giới có một cái đời sống tâm thức tương ứng. Ở cảnh giới chư thiên cũng vậy, họ là những người có tâm tư thiện hiền tốt đẹp, và những cái hạnh lành đó là gì? Là thập thiện. Họ là những người tránh thập ác. Mình cũng có thể cộng trú, cộng sinh, cộng ngữ với họ trong kiếp sau. Không, niệm thiên là niệm như vậy. Niệm phải để thấy mình ngon, mình niệm như vậy để tiếp tục giữ lại và phát triển những cái hạnh lành mà mình đã có. Thường xuyên niệm thiên như vậy, tình lành gặp nạn mà phải ra đi lòng không sợ hãi, bởi vì bữa nay là đổi quốc tịch ngon hơn. Còn cái thứ mà coi như là tại sao nó sợ chết là bởi vì nó nhiều lý do. Phật pháp không biết nhiều, thiện ít mà ác quá nhiều, tới lúc mà đối diện với cái chết không biết mình sẽ đi về đâu. Còn mình vững tin vào Phật pháp rồi, đấy, có một cái hạnh lành căn bản rồi, mỗi người phải, dĩ nhiên không phải là hạnh lành của người này giống người kia, nhưng mỗi người phải có những cái tâm đắc. Tôi ví dụ như đại khái, tôi không có thấy tôi là gì hết, tôi chỉ ví dụ thôi. Bản thân tôi mà nếu tôi có cận tử nhắc tôi cái này nè thì tôi vui nè,
là thuở xưa còn sống, sư rất quan tâm đến cái chuyện xây dựng cái nhận thức Phật pháp cho người khác. Lúc sinh tiền ở bình sinh, sư rất là quan tâm đến cái chuyện mà giúp đỡ hỗ trợ cái nhận thức Phật pháp cho người khác. Nhắc tới đó là thấy tôi khỏe rồi. Mà mai này khi tôi về bên Calama, tôi còn một cái tâm nguyện đó là tất cả khả năng vật chất của tôi có, tôi chỉ muốn làm một việc thôi. Đó là bên cạnh cái việc mà thường xuyên mà ghé cái chùa Biết Điện để ra tăng, tôi muốn nó làm cho đến bao giờ tôi hết tiền thì thôi. Tôi muốn là cái người mà nuôi cơm cho tất cả hành giả về Calama. Tôi không muốn nó bị bỏ ra xuống được hết. Cái gì, cái cơ hội mà nuôi ăn mấy cái người mà thọ bát giới mà tu tứ niệm xứ, cái cơ hội đó là không có thể nào nghĩ bàn được. Tinh thần đi. Tôi làm về chùa 40 năm, từ ngày 19 tháng 2 năm 80, cái cơ hội bố thí không có nhiều, toàn là nhận thôi. Tôi muốn mấy năm cuối đời là phải như vậy, là cái khả năng tài chính nó vô nhiều đổ ra. Bên cạnh cái việc mà hỗ trợ cúng dường để tăng mấy cái chùa có chịu tăng học viện thì việc thì ngay tại Calama là mình có điều kiện để mình nuôi cơm, và tại Biết Điện nó rẻ lắm. Nuôi cơm, nước uống. Tôi nói một lần nữa, các vị có là ai đi nữa, cứ nhớ một chuyện này. Nuôi cơm cho nguyên một cái đám mà nó giữ bát giới, mà nó tu tứ niệm xứ, một ngày có một giờ nghe giảng chánh tạng. Tôi bỏ những chánh tạng đi. Cứ một ngày mà mình nuôi cơm cho cái đám mà giữ bát giới, mà là tu tứ niệm xứ, mà các vị quốc cho tôi 3 năm như vậy, chết khỏi tù siêu. Tôi có niềm tin như vậy, tôi có niềm tin nha. Nuôi cái đám đó mà 3 năm bát giới mà tu như cái chánh niệm đó, mình nói mình nhìn cái đám nó ăn trong chánh niệm, đứng dậy dọn chén trong chánh niệm, rời cái phòng ăn trong chánh niệm, mình nhìn hay cái đó là mình đã sung sướng. Quý vị ung thư kỳ cuối, bác sĩ đã chạy rồi cứ khiêng qua đó, quý vị cứ quan sát người ta đi lên trên thiền đường, người ta ngồi như thế nào. Không. Người ta rời thiền đường như thế nào, người ta vào phòng ăn người ta ăn như thế nào, rồi người ta rời phòng ăn, người ta đi về cái cốc riêng như thế nào. Mình nhìn nguyên một cái đám mà chánh niệm như vậy không. Mà mình biết là hôm nay mình có bỏ ra chút ít để mà mình hỗ trợ dĩa rau tô canh gì đó, chiều là mình hỗ trợ nước uống gì đó. Cho tôi nói cái này lạc đề chút. Mấy ngày nay có mấy người bại tôi cái nước uống thì tôi thấy nó hay đó. Cái nhà đam đó, lô hội đó, aloe vera đó, lựa cái lá này mà nó già mà nó dày á, mình lóc nó ra sắc mỏng, bỏ tí mật ong cho miếng chanh vô để trong tủ tủ đá, chiều cái tầm mà khoảng nóng, cái tầm 3-4 giờ nó múc cho em ly, nó tốt toàn tập, trị bá bệnh. Bà con tin hay không thì tùy, nhưng mà tôi đang thực tập cái pháp môn gọi là aloe vera, nghe nó cũng giống với Bali, rất giống với Bali. Không, aloe vera meditation có nghĩa là cứ và nhớ đừng có bào sát lắm, bào mà sát cái vỏ xanh nó đọc, hoặc là nhớ lấy cái chỉ đen đen nó ra nó đọc. Nó là một cái bà tử đây, bà dược sĩ, bà bài tôi nhớ rút cái chỉ đen ra và nhớ đừng có lấy sát cái phần vỏ xanh nó đọc vì đó là xương rồng mà nha. Aloe vera thì cứ là giấc chiều, thay vì mấy cái chùa, mấy cái thiền điện, miếng điện nó cực kỳ phản khoa học, giấc chiều bát giới mà cho uống toàn là cái nước cam với nước khóm mà họ dắt ra đó. Cho nên hành giả tu nó riết thì nó nghe bầu tử nó banh tao lông hết, đứt ruột, cực kỳ phản khoa học. Mình nghĩ thì sao, nó ai mà bài ra mà dắt chiều mà người ta đói xanh mặt rồi còn cho uống 3 cái nước gì mà nó chua, nó xịt khói luôn. Nếu bị nghĩ là phải ác không, tại vì họ không có biết, họ tưởng là cái đó là nó chắc trái cây rồi nó bổ dưỡng vitamin C, vitamin F gì đó, nhưng mà cái đó nó phải khoa học lắm. Nó cái bụng người ta đóng lỏng, nó cái nó vô cho chết, là tôi đã bị bụng ly như vậy tại gọi là Ubandita Meditation Center tại Pindurin Menio gần Calama. Các chiều mình ghé vô, mình ngồi mình thưa chuyện với ngài thiền sư, mới ngồi có 3 giây lên quất cho một ly mà mình cũng đang nói, mình để vô rồi đó, lúc đó thì mình thấy nó đã quá, nhưng mà nó hồi xuống lại nó kỳ liền, nó bị trào liền, nó bị trào người, bởi vì mình căn bản nó đã như chua rồi nha. Rồi cho nên nó là niệm thiên, là niệm vậy đó ta.
Điểm tiên là mình sống mà có những cái trang bị để mà coi như là ra đi bất cứ lúc nào, chỉ cần thò tay chụp nhỏ nhát túi giọt liền. Dân nhà giàu là phải như vậy, tức là có chuyện là có passport, có tiền mặt, có mấy cái thẻ nhà băng bỏ túi giọt liền, đó là dân nhà giàu. Còn dân nhà nghèo là phải cơm đùm cháo nắm, rồi cơm nguội mo cao, rồi tiền mặt lần cái ruột ngựa ra đếm. Nhà nghèo đi mệt, còn cái nhà giàu là đi đâu nó chỉ có cái bóp nhỏ xíu, vài thẻ nhà băng, rồi một cái passport với mớ tiền mặt nhét cái túi quần giọt liền. Hấp hối là vậy. Cái dân mà chết mà ngáp ngáp mà mời tăng ni tới tụng tâm lâm hết, rồi treo hình Phật, treo ngược, treo xuôi, treo trên, treo dưới, rồi con cháu quay quần đọc kinh này kinh kia, đó là tôi á, thì cái đó giống như là một người nghèo sắp đi xa đó. Rồi lấy cơm mà ốp mua cao, lấy xôi mười gói lá sen, rồi bánh tổ của miền Trung mà cắt khúc khúc, rồi hoặc là bánh cơm mà cơm gì, cơm nén, nén của miền Bắc, cái vuông vuông đó, nén nén mà là ăn như là cái rút gì đó, ngọt. Còn nhà giàu nó đi nó mới đem nó theo, chỉ mấy cái thẻ nhà băng thôi, một cái passport với mớ tiền mặt cũng có cũng được, để túi giọt. Thì cái người mà có chánh niệm, có phước báo ngon lành rồi, thấy mệt mệt rồi đó, là lên nằm cái là đi liền. Họ giờ đã có passport ở trong kia, cho nên nó đời nó có nhiều hạn, một hạn là sống nặng lòng với cái vali, một hạn là cái villa, cái nhà, một là villa hay là vali tùy mình, ok. Nhưng mà gọn nhất, gọn nhất là có thể ra đi bất kỳ lúc nào. Ok, hết giờ rồi. Ngày thứ hôm nay là ngày thứ tư, thì ngày thứ ba tới đây tôi có việc, tôi đi về Miến Điện, tôi đi về Miến Điện, tôi không có dạy. Bao giờ trở lại thì tôi sẽ báo cho bà con biết. Ngày thứ ba tôi về Calama. Ok, hẹn gặp lại bà con ngày chủ nhật. Chúc bà con một ngày vui và đừng quên hồi hướng cho tất cả những người thân hiện tiền quá vãng âm siêu dương thế. Chúc quý vị một ngày vui. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me nyati nan ko tu sukita hontu nyattayo. Idam me punyang asawa kaya wahan ko. Idam me punyang nibbanassa paccayo hotu. Mamang punyam pagang sabba sattanam dhimma. Sadhu, sadhu, sadhu.